sự thâm dâm mẫu sa qua đa quê ramani sikha ba đăng samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yamat chap mama da thana về ramani sikha ba đăng samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vô uống rượu và các chất say. Vì ca lớp hồ chán hà về ramani sikha ba đăng samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Na cha người ta qua địa ta vi so ca da san nam a la gan tha vi la ba na tha san nam ang da na vi pa u san da tha na we da ma ni sức kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn, xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm hoa vật thơm rồi phấn và đeo trạng hoa uất cha sayana maha sayana eramane sikha madang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng ác thăng ca sâm măng na ca tăng bụt hợp bành nhà tăng hù bô sát thăng y măng cha đa tình y măng cha đi qua sang sâm ma đề qua a thi ra khi tâm sâm ma đi ya ma. Chúng con xin thọ trì ba quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được dòng lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atsika padani upo satasi lawasena iman charating iman chadiwa sangsa tukang tatua ap Bama de na samarak khi ta văn. Chị Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bỏ quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải năm mươi dư hình theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan te, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yonti, sile na pukasam badan, sile na niputin yonti tasmai, silang vui số thát dê. Trang trung sanh được sanh về qua trời cũng nhờ dược giới, được giàu sang cũng nhờ dược giới, được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ dược giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu sa thu lành thai o ta mang ge na quan đề hằng ba đa phật sum ba ruột ta mang bột thể vô ca li tơ đô sơ bột thơ ta ma tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật mẫu, cụ thật bảo sao tội lỗi ấy cho con. Đề hằng thẩm anh cho Đức Quý Thân và răng thẩm mê vô ca li tô đổ sâu thẩm mô tham mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thoát tam ăn sẵn khê vô ca li tô đổ sâu sẵn khô tham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo
Cúi tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Phụ vật tu sắp bẩm mạng ra lăng ra khăn tu sắp thể và tài sắp bà bụt đá hai nụ phà vệ nà sà đà sô thị phụ văn tu tê phụ vật tu sắp bẩm mạng ra lăng ra khăn tu sắp bà đế và tàm. Sâm bà thầm mai nụ phà vệ nà sà đà sô thị phụ văn tu tê phụ vật tu sắp bẩm mạng ra lăng ra khăn tu sắp bà đế và tài sắp bà sẵn khá hai nụ phà vệ nà sà đà sô thị. Phật hoàn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đỡ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học về định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hỷ danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chí của sáu đã cầm mang cách tập bằng ký đi dân mà cả dê nà quả cha manasa thì đã sẽ sư gặp tăng các tăng dê sa ta san nhị nâu. A thì về cho sa ta san ni no ca tăng buồn nhập hà lăng mày hạng sa bê phá ghi và quán tu tê. Về tăng ca tăng sư vi đi tăng định năng buồn nhập hà lăng mày gia. Về cho ta thà na cha nan thì để qua gạnh to như dễ đại dung sa bê cầm thì dễ sa ta. Chị quan ta hà ra hệ tu ca mắm mụn năng phô cha năng sa bê lập hành tu ma ma chê. Ta sa ti. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Sư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm cùng Sư Tôn Đức đã ông vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tâm bảo sám hối và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng, và Nhật Quỳnh rất mong những bàn tay cũng những câu chết chát của quý vị để cho đạo tràng được sinh động, để ngài vào mỗi tuần có một ngày thôi, để đạo tràng chúng ta có những thắc mắc về giáo pháp chưa hiểu thì quý vị cứ đưa câu hỏi lên, có thể nhắn qua PM của Nhật Quỳnh cũng được, qua message cũng được, và có thể cần thì Nhật Quỳnh sẽ giấu tên. Dạ, nên quý vị cứ mạnh dạn lên, đưa đâu ra cũng được, miễn là có câu hỏi để ngài giảng giải và Nhật Quỳnh được học hỏi ạ. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma cha lo ka thi bát tê sa ham bát tê ka tan cha lê an thi va răng a ya cha tha san tê tha sát ta ba ra cha kha cha ti ka đệ sê tu tham mang a nu cam bi mang ba chăng sa tham ma phê ri mi đa dân cha ka dân sự tan cha bằng thăng a phi tham a chăm mang a cơ ta dân tơ ta tu sát ta đăng đăng bập bơ tha này về bà đi xa và mắt chen phạm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi việc lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử a có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều chẳng như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng a thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thaya. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bồ Tát Sa. Nam mô Bụt Thà Gia Kính Bạch Chư Tổ Hiền Gia Kính Thưa Chư Cư Sư Nam Cư Sư Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ sa thú lành thai, con nghe âm thanh ngày rõ và con thấy trong đạo tràng cũng có quý vị cũng đã nghe rõ. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát à. Dạ hoặc là có thể nhắn tin qua Nhật Quỳnh, nhắn qua message cũng được, nhắn qua PM cũng được. Dạ sa thú bằng tay Quỳnh An Trần. Dạ mời Quỳnh. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ thưa sư, con có câu hỏi là khi con nghe chư tăng đọc bài kinh chúc phúc á, thì con rất là hoan hỷ, nên con bắt đầu học cái bài kinh đó và con muốn rằng mỗi tối thì con đọc bài kinh kệ hộ trì Atanatiya, giống như cầu nguyện cho má con như vậy. Con làm như vậy có đúng đúng không sư? Con kính nhờ sư chỉ dạy và con cảm ơn và tri ân. Nam mô Bụt Thà Gia Kính Bạch Chư Tổ Hiền Gia Kính Thưa Chư Quý Vị. Bà già còn sống hay là bà già đã đi rồi? Cái đó là mình phải biết để mình lấy. Ví dụ còn sống thì mình làm hết bổn phận của mình đối với cái người mẹ của mình đó.
Còn nếu đã qua đời thì mình phải tạo phước rồi mình hồi hướng phước báo cho cái vị đó. Nha. Chứ còn bây giờ mình tụng kinh mà mình nguyện là cho bà được này được nọ thì không có gì bảo đảm là thành công cả. Nha. Bởi vì cái chuyện mà mình nó thực sự ra đó, nếu mà còn sống đó, thì mình có thể mình đọc cho bà nghe rồi nói với bà đọc theo, hoặc là mình dẫn bà đi làm phước. Nha. Bởi vì đời sống của mấy bà cụ thời xưa ở Việt Nam theo chúng tôi nhận xét đó, thì cơ hội làm phước rất là ít. Thành ra bây giờ mình có dịp mình biết được những cái điều kiện về vấn đề lời dạy Đức Phật, thì mình rảnh lúc nào thì mình nên dẫn bà đi để làm phước. Thì cái làm phước đó rồi mình nhờ vị sư nào dạy bà sau khi làm phước nguyện như thế nào để cho có đầy đủ phước báo như thế nào đó, thì ở đó vị sư đó sẽ dạy cho đó. Thì cái đó là mình được hưởng cái quả chính, bà được hưởng cái quả nó tốt lành nhất. Chứ còn bây giờ đó mình tụng thì cái phước đó của mình, nhưng mà bây giờ mình nói mình nguyện cho bà được này được nọ thì chắc chắn là không được rồi. Bởi vì phước của mình không thể nguyện để cho người khác được theo như ý của mình được. Mình phải dẫn hướng dẫn chính người đó làm cái điều kiện mình đang làm, rồi tự bà nguyện lấy cái gì đó tùy theo bà thôi. Đó, thành ra khi mà mẹ, cha mẹ còn sống thì mình nên dẫn đi làm phước. Thì cái phước mà có thể được nhiều nhất là phước sanh trí tuệ. Mà phước sanh trí tuệ thì cái mấy vị sư có khả năng mà sẽ giúp. Còn cái phước mình chỉ giúp bà có đức tin, có chánh kiến rồi này kia thôi. Chứ còn đi con đường xa hơn thì cũng không có gì bảo đảm hết. Thành ra chúng tôi khuyên nên dẫn đi chùa, thỉnh một vị sư nào đó nói những cái điều lợi ích cho cái cận sinh năng nữ như thế nào, hành như thế nào để được lợi ích, và nguyện như thế nào để hướng dẫn cái được cái phước của mình nó đi tới cái nơi nào đó, tùy theo trong tương lai của cái chính cái người làm phước đó. Chứ còn mình không dẫn mà mình tụng, thật sự ra đó mình tụng mình được phước nhưng mà cũng chưa chắc có bao nhiêu, mà mình nói là nguyện cho bà thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ là rất là ít có cơ hội để bà nhận được đầy đủ những cái điều gì mà chính cái vị đó muốn. Nam mô Bích Thầy dạ. Sa thủ đằng đai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con thấy Minh An Trần đã tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ, bạch ngài, con có một câu hỏi, có một người bạn nhờ con hỏi giùm. Coi như cái người này đó, bạch ngài, thì nghe một ni sư giảng pháp thì cái vị này cảm thấy rất là hay, nhưng mà khi cái vị này nghe ở một nơi nói là những vị mà có cái gọi là đắp y ni sư, tức là không có đúng với lời Phật dạy, thì cái vị có nhờ con hỏi giùm là như vậy, nhờ cái một cái vị sư nói pháp thì cái vị này nghe không có hay bằng cái ni sư. Thì cái vị này hỏi là bạch ngài, ngài giải thích rộng rãi hơn, là cái vị này hỏi là như vậy thì cái vị này có nên nghe tiếp tục cái vị ni sư đó giảng hay không, tại vì cái vị này nghi ngờ nếu mà một vị mà không giữ giới luật của Đức Thế Tôn đưa ra thì mình có nên theo không, tại vì người ta cũng nghe được một điều á, nếu mình theo những cái vị đó không khác nào mình tiếp tay để cãi lời Đức Thế Tôn. Dạ, con kính dâng mít đến ngài, ngài giảng dạy rộng giùm cho con ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghe để mình hành thì chẳng có chuyện gì quan trọng, giống mình chứng mình nghe băng của các vị thuyết pháp rồi mình lại mình nghe. Chẳng có gì quan trọng cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện mà mình có thể mình làm rồi không đúng là khi nào mình thấy gì đó thuyết pháp hay rồi mình hộ độ
và tịnh tài vật tứ vật dụng để cho gì đó có khả năng tiếp tục con đường của gì đó, thì cái đó mới là có khuyết điểm mà thôi ha. Chứ còn nếu mình nghe đều về mình lấy cái lời dạy đúng kinh điển về đó mình hành cũng được ha. Thật sự ra ở các nước theo Phật giáo truyền thống như Thái Lan Điện cũng có nhiều cái gì mà giảng sư thứ thiệt là cận sinh năng của sư nữ, chứ không phải riêng gì là ông sư cả. Rất nhiều quý vị thấy mấy cái gì mà mặc đồ trắng cạo đầu đó là biết là nhiều vị ta cũng học tới bằng cấp rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Mới đây thấy chúng tôi thấy có người có gửi chúng tôi cái hình của Nico gì đó, Việt Nam Nico gì đó mà học tới được cái cấp 7 của Bali đó, đâu phải dễ đâu. Cấp cao nhất của nó là 9, bà học được tới cấp 7 rồi. Thì cỡ đó bên Thái là nó cho đi dạy rồi. Thành ra nó dạy thì cũng được, mình nghe cũng được, nhưng mà mình đừng có chấp quá mức những cái điều đó. Ví dụ nghe xong rồi mình đi so sánh ở bà đó, theo nhiều người nói tu không thành, y thuyết pháp vẫn hay hơn mấy ông sư nhiều, ví dụ cái đó thì không nên. Nhưng mà mỗi cái gì ta học ta có một cái điều kiện, cái vấn đề là hoằng dương giáo pháp. À đúng rồi, cảm ơn chị Meta. Thành ra người nữ vẫn, nghĩa là không tu vẫn có thể học cao được như thường, giáo pháp Phật như thường, chứ không phải là cần gì phải tu. Cái quan trọng đó là mình cần một số điều kiện để mình hành những cái điều đó, mà cái điều kiện đó được cho phép bởi chư tăng đó, thì mình theo đó thì nó tốt hơn là mình làm theo cái điều mà chư tăng hay giáo luật không có đồng ý đó, mà mình làm thì cái chuyện nó mới trật mà thôi. Mà khi mình biết những người đó không trúng mà mình đi hộ độ, cái chuyện đó mới xấu. Chứ còn mình không có hộ độ, mình chỉ nghe pháp thôi thì mình lấy cái lợi sự lợi của cái tính pháp mà thôi á. Cũng giống như mình đi nghe mở băng ra mình nghe thôi, chứ đâu có dính dấp gì tới người để thiết đâu. Miễn sao mà mình nhận dạng được cái đó là chánh pháp. Chứ còn nếu mình nghe hay mà mình suy đoán lại mà không có đúng chánh pháp thì cái đó nó hay với mình, chứ không phải là hay đúng theo giờ Phật pháp. Mà nhớ chuyện Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ thành thai. Dạ, con hiểu được ý của Ngài rồi. Và chắc bạn con cũng đã hiểu được nhà. Mình nghe thì mình phải lược tập. Nếu cái chánh pháp được thì nghe, nhưng mà mình không nên gì nghe hay quá rồi mình hậu độ. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, Nhược Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ngàn trong khi chờ đợi. Dạ, bạch Ngài cho con hỏi một câu. Ồ, có Thanh Thủy hỏi trước ạ. Thanh Thủy ơi, cầm mic ha, Nhật Quỳnh đọc. Alo, alo. Thanh Thủy cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Cầm mic thì Nhật Quỳnh nhường mic nè. Dạ. Kính Ngài, từ bi hướng dẫn cho chúng con nên tu tập hàng ngày như thế nào cho đúng lời Phật. Dạ, Nam Mô Bích Thà Gia, và con kính nhân mic đến Ngài. Nam Mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn hàng. Kính thưa quý vị, từng đời chúng tôi có nói rồi đó, là cái quyển cư sĩ giới pháp của Ngài Trưởng Lão Giác Giới, Ngài soạn đó, coi trong đó học hành theo những điều kiện đó là đúng nhất. Còn bây giờ mình không có nhiều thời giờ mà muốn đi tắt thì mười phương pháp tạo phước đó. Lên nhờ ông Google đánh mình, đánh cho mười phương pháp tạo phước thì mình có thể mình học được rất nhiều chuyện trong đó. Cái nào là bố thí trì giới rồi này nọ, rất nhiều chuyện vậy đó, thì mình học những cái đó rồi mình hành nó hàng ngày. Nhưng mà trước khi mà hạ thủ công phu để đi bố thí, đi dừng cúng dịch thật chưa tăng á, là nên nhớ là phải xin thọ tam quy ngũ giới. Bởi vì tam quy ngũ giới là cái phao để sinh, là cái căn bản của con đường mà đi lên rất là xa tùy theo đó. Con đường đó, đó bình thường đối với mình là nó tốt, nhưng nếu mình hành theo một số pháp nữa thì con đường đó tốt hơn. Và nếu mình hành đúng mức của người mà học đầy đủ thì con đường đó là đường tốt nhất nha. Đường tốt nhất là giới định tuệ, mà mình bắt đầu thì giới là khi mình làm bước gì nên làm cái đó. Còn những cái khác thì dựa vào cái quyển cư sĩ giới pháp để mình biết cái nào là mình nên học, nên hành cho nó đầy đủ. Chứ còn nhiều khi mình thường làm tắt, mình thấy cái nào hay mình hứa học với mình là mình làm cái đó, nhiều khi nó
không có giúp được nhiều, không có giúp nhiều, làm gì cho nó đầy đủ. Hy vọng là cô Thanh Thị hiểu ý chưa nói. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thú. Sa thú thai con thấy Thanh Thủy đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát à. Dạ, trong khi chờ đợi Nga Mạch Ngài cho con đọc cái câu của một người bạn con gửi cho con, nhờ con hỏi dùm. Dạ, Bạch Ngài, nếu nói con đi ngàn cho dễ để con nói vòng vòng cái ngài không hiểu được câu hỏi của con bị đầy. Dạ, nếu con thí dụ như con hậu độ một vị thầy, con hậu độ một vị thầy rồi con biết vị thầy này phạm giới, coi như là phá giới luôn á. Dạ, không phải phạm nữa mà phá giới luôn, nhưng mà con thì rất sức, nhưng mà mình là đệ tử thì không có làm sao để mà khuyên giải được. Thì nếu mà đại chúng mà cúng dường vậy ấy mà không làm theo chánh pháp thì mình phải làm sao? Dạ, nếu mà giờ đại chúng vẫn ủng hộ cái vị đó, còn riêng bản thân con thì con thấy được những cái việc làm sai quấy như vậy, phá giới như vậy, thì con phải làm sao Bạch Ngài để con giải quyết? Thật sự là con cũng rất là quý mến cái vị thầy này, cho như là ngài nói là cũng như chịu ơn ngài đã từ giúp đỡ về tinh thần, nhưng bây giờ thì tới cái đời lúc này thì là như vậy, thì con phải giải quyết như thế nào? Ngài chỉ dạy cho con để con không phải phạm cái lỗi với thầy, mà cũng không phải phạm cái tội là mình tiếp tay với những người phá giới để giống như phá cái giới luật của Đức Thế Tôn. Và con cung thỉnh ngài, ngài chỉ giúp giùm con ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Bích Tha dạ, kính bạch Chư Tôn dạ, kính thưa cho quý vị. Thật sự ra đó, chúng tôi cũng biết dùng cái chữ thầy này đó là nghĩa là ông sư là cái gì. Nên, nếu mà là ông sư đó mà phạm giới nặng rồi thì đâu còn là ông sư nữa đâu. Thì đâu còn là đúng mức là cái nhà người tu hành nữa đâu. Thành ra mình đâu có đặt nặng nha vấn đề để mình phải dạy giống như bên đó là bên Bắc Điện họ dạy. Nên nhớ mình cái vị thầy duy nhất của mình đó là Đức Thế Tôn. Mình nhớ chuyện đó. Thành ra những cái vị mà đại diện cho chư Tăng để truyền giới cho mình, để đem lời dạy Đức Thế Tôn với mình, thì cái vị đó là cái thầy giúp đỡ mình trong cái phương tiện học hành Phật Pháp mà thôi. Nhưng mà Phật Pháp mà mình học đó vẫn là của Đức Thế Tôn. Nha. Bởi vì khi Đức Thế Tôn trong bài kinh cuối cùng của giáo pháp, tức là bài kinh Parinibbana Sutta đó, Đức Phật đã nói với ngài Ananda rõ ràng nha. Này Ananda, luật nào ta đã chế định cho các ngươi, pháp nào ta đã tuyên thuyết cho các ngươi, pháp là luật ấy là thầy của các ngươi khi Như Lai Niết Bàn, đã nhớ chuyện đó. Thành ra người là thầy của mình là cái vị đó. Còn những cái vị thì khác có thể trong tăng như chúng đi hoằng dương giáo pháp, mà một khi mà họ đã không còn là vị tu sĩ thứ thiện nữa thì mình mới có thể mình đi kiếm cái gì khác, chứ đâu phải là mình cứ đi theo họ đổ rồi hay là mình bỏ ổng là mình sợ mình tội, không có gì mà tội cả. Bởi vì họ bây giờ họ đâu còn phải là cái người nhà tu nhà sư chân chánh nữa đâu. Mình làm thế nào để mình có thể học hỏi được giáo pháp Đức Phật? Mình học hỏi giáo pháp của Đức Phật rồi cái vị đó phải học hành đàng hoàng, từ cái giáo pháp Đức Phật mới truyền qua cho mình được. Còn cái người mà
Nghĩa là cái người đời đó đầu tiên để được 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 thành một cái đi cái vị đi truyền đạo thì giới hạnh phải trang nghiêm, chứ còn mà nó cái người mà không có giới hạnh thì được, không riêng gì cá nhân ai, nghĩa là đa số là người ta đã không kính trọng nữa rồi. Mà mình muốn được tiến thân thì mình phải đi cho đúng đường, chứ còn nếu mà đi không đúng đường thì trước sau mình cũng cộng nghiệp với những cái chuyện rất là nguy hiểm. Đừng có tưởng nó có việc mình làm quả, việc gì mình làm xong là nó đều có kết quả đó. Mà kết quả đó rất đôi khi rất đối với người khác có thể là nó là chuyện nhỏ, nhưng mà nó rất là nguy hiểm cho cái người mà đang đi trên con đường để tiến tới cái sự trong sạch nhất của đời sống. Nhiều khi cái đó mình tưởng là chuyện nhỏ nhưng thật sự nó không nhỏ bao giờ. Cái lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền lớn, cây kim nhỏ có thể chích vô cẳng mình và làm độc cho mình chết được. Là đừng khinh thường việc nhỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai, dạ con thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của con, nói coi như là của con đi. Dạ, và rất là hoan hỷ, người bạn con cũng rất hoan hỷ cái câu trả lời này, tại vì người này rất là, phải nói là giống như đứng trước cả ba đường đó, nên là dạ, đứng trước ngã ba đường, mình không biết là mình nên như thế nào để cho phải đạo. Bây giờ ngài đã giảng dạy rõ rồi. Dạ, con kính tri ân ngài rất nhiều. Và con cũng xin đọc câu hỏi của Chi Đăng. Dạ, không biết Nhật Quỳnh đọc cái nick này có đúng hay không. Nếu mà có sai thì xin trát lại giúp cho Nhật Quỳnh ạ. Thưa sư, tu diệt thọ tưởng định là gì? Có phải là hết cảm thọ tưởng định không? Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, không có pháp tu nào là pháp tu diệt thọ tưởng định cả. Diệt thọ tưởng định là một cái quả của pháp hành, tức là cái người mà có thể nhập được cái thiền mà diệt thọ tưởng định cái gì đó phải là bậc tam quả hoặc tứ thánh quả, có cả định và minh sát cùng một lúc, cùng tức là cả định cả minh sát phải hành cho tới nơi tới chốn nó mới đắc được tam quả hay là tứ thánh quả. Thì khi mà họ muốn nhập thiền đó, thì họ mới nhập cái thiền đó là thiền diệt thọ tưởng định, tức là khi nhập cái thiền đó đó thì tứ danh quẩn nó diệt. Trong cái thời gian mà họ nguyện, ví dụ họ nguyện một ngày thì tứ duyên quẩn diệt một ngày, chỉ còn cái sắc quẩn là hiện tại cái thân nó chỉ sống với cái sắc quẩn mà thôi đó. Thành ra phải tu tới đắc tam quả hoặc tứ thánh quả rồi mới có thể nhập vào cái loại thiền này được, thiền diệt thọ tưởng định đó. Thì thường thường các vị đó, tại sao ta muốn nhập cái loại thiền này, tại vì nhập loại thiền này cũng giống như là cái vị đó mà ở cái cõi mà mình gọi là ở cái nơi mà mình gọi là Niết Bàn đó, tức là không còn phiền não, không còn gì cả. Để thọ nhận cái đó trong vòng mấy ngày mà họ muốn, tối đa 7 ngày. Tức là giờ không còn tứ danh quẩn nữa mà chỉ còn có sắc quẩn rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sáng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài và cảm ơn câu hỏi của Chi Đăng. Dạ, không biết Chi Đăng còn có tiếp tục hỏi không? Dạ, con thấy Chi Đăng đã cảm ơn rồi. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị ạ. À, mời quý vị có thể đưa những bàn tay và có thể có những câu chết chát ạ. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào? Dạ, sa thủ cảm ơn bàn tay của Sư Thà. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Nam mô Tham Nam mô Sàng Khai. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Lữ Tâm, con kính đảnh lễ chư tăng Đức Tăng và các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, ngài cho con hỏi một câu về cái phần con học về cái phần cư sĩ giáo pháp thì có nói về cái 10 đức lành của năm cá tánh của người cận sự tam bảo, thì cái phần đó con có thấy cái đọc cái phần mà nói là không tìm đối tượng đáng cúng dường ngoài tam bảo, và cái thứ năm là phụng sự tam bảo trước hết, có nghĩa là phải ưu tiên cho tam bảo. Vậy thì khi
mà mình xả thí hoặc bố thí đó thưa ngài, thì mình phải ưu tiên, ở đây đang nói về phải ưu tiên phụng sự cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Còn khi mình bố thí mà đến giống như con nói một cái cơ quan thiện nguyện nào đó đi, thì cái sự đó con có gọi là ngoài Tam Bảo thưa ngài? Hoặc là nếu như vậy thì cái việc cúng dường thì của một người cận sự nam thì hay nữ thì phải ưu tiên trước tiên hết, còn coi như là phụng sự Tam Bảo trước, còn cái phần mà charity, những cái phần ngoài về cho người mà không con nói ví dụ như người không biết đạo hoặc người thường thôi, thì cái đó không được xếp vô. Còn có nghĩa là mình nên dành trọn hết cho Tam Bảo, cái đó là cái phần con hiểu, nhưng mà con cũng chưa có nắm cái phần này lắm. Giờ có thể ngài có thể giảng cho con cái phần này hơn. Giờ con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tổ hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là họ dịch là ưu tiên cho Tam Bảo chứ không phải là luôn luôn cho Tam Bảo, nên nhớ chuyện đó. Thí dụ bây giờ mình chơi bữa đó mình đem buổi sáng ra sáng mình đem cơm vô chùa để mình dâng cho ông sư, cho chư sư về. Nhưng mà khi tới cổng thì mình thấy một cái ông ăn mặn ngáp ngáp ngáp. Thế là nghĩa là trong cái sự suy nghĩ mình, nếu mà không có cơm vô là thế nào ông cũng đi đoàn tụ là cái chắc, thì mình vẫn có thể giúp cho ông đó, chứ không phải là phải không tôi giúp cho mấy ông sư trước. Thế đó không nên mình giúp vô, mình đi thẳng vô, mình giúp cho ông sư, tới chừng mình đi ra mình thấy cái người đó đã được người ta khiêng đưa lên xe đi chơi, vô nghĩa địa chôn, mình cái tâm mình lúc đó như thế nào. Thành ra cái chuyện mà khi làm phước ưu tiên cho Tam Bảo là khi nào không có những cái chuyện cần thiết cấp bách khác thì mình mới làm việc thì được nhà mới Tam Bảo, chứ không phải là mình không trong sách tôi đọc rồi ưu tiên cho Tam Bảo, còn cái ông này ông không phải ông sư, ông cũng phải giảng sư gì hết, ta cho ông đi luôn rồi cũng được nhờ. Nhớ cái đó, cái nghiệp đó đó là rất là xấu chứ không có đâu. Vậy mà mình đi ra rồi mình thấy người đã tắt thở rồi, lúc đó quý vị đã biết nó rùng rợn, đừng có nghĩ chuyện đó chuyện bình thường. Thành nó chỉ nói ưu tiên thôi. Ví dụ như mình quyết định mình, ví dụ bây giờ mình nói mình có 10 đồng á, thì mình quyết định cho ưu tiên cho Tam Bảo trước, và mình quyết định là ví dụ như là phần nửa đi, còn phần nửa mình có thể mình giúp người khác cũng được, còn trừ phi là trong cái sự quyết định của mình 10 đồng đó mà sau khi mình dâng cho chư tăng, cho này, cho chùa này kia 5 đồng, còn 5 đồng lại mà mình không thấy có cái đối tượng nào để hưởng đó, thì mình có thể mình trở lại mình dâng trực tiếp cho ta, cho chùa cũng được, không có gì quan trọng đó. Nó đây nói là trong những có những cái trường hợp mà mình nên đắn đo suy nghĩ ha. Bởi vì không phải mình làm việc cho dân cúng nên chư tăng, bữa nay mình không cúng cũng có người cúng cho chư tăng, chứ không phải là bữa nay mình không cúng mà chư tăng trên đó, không phải. Thành ra cái chuyện mà mình gặp cái người đó sắp tắt thở tới nơi vì đói quá rồi này kim sùm, mà mình nhẫn tâm để mình đi cúng dường cho Tam Bảo để cho người ta chế, cái chuyện đó quý vị suy nghĩ lại coi nên làm hay không nên làm á. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thứ và con kính tri ân ngài, và con hiểu cái phần đó ngài giảng dạy thêm. Dạ, thưa ngài, ngài cho con hỏi thêm một cái câu là trong cái bài kinh Ân Đức Phật đó thưa ngài, cái câu đầu tiên Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, và cái câu thứ nhì là Ucchupatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, thì con thấy trong cái phần tiếng Việt có một cái thì dịch là các ngài tu hành chính chắn y theo chánh pháp, rồi một cái nữa là y theo thánh pháp. Thì mình ở đây mình có phải mình hiểu là tăng, các vị phàm tăng và các vị thánh tăng, các vị phàm tăng thì đang tu tập để đi theo cái chánh pháp để giác ngộ niết bàn, còn cái câu thứ hai có phải là cho dành cho các cái vị tăng đã chứng đắc thánh quả không thưa ngài? Cái này con có cái phần thắc mắc khi con đọc cái bài kinh này, con có thắc mắc như vậy không biết, để con trao mic lại cho ngài giảng dạy thêm cái phần này cho con. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tổ kỳ giả, kính thưa chư quý vị.
cả mấy cái điều đó đều dành cho ông sư mà bà là bậc thánh hết đó, chứ không phải là muốn có ông nào là phạm tăng đó, là nhớ chuyện đó ha. Nghĩa là tôi bày cái kinh mà về lễ bái Tam Bảo đó, dành cho Đức Phật, giáo pháp và chư thánh tăng, mà nhớ cái đó. Quý vị đọc trong cái phần mà đảnh lễ cái phần của tăng tôi biết tăng nếu đếm đôi thì có bao nhiêu vậy, mà đếm chiếc thì có bao nhiêu nhiều vậy đó, nên nhớ chuyện đó ha. Chứ không có bị nào là phạm tăng ông đó đó. Nhưng mà tại vì tiếng Việt mình nhiều khi có những cái chữ dịch không ấy, thằng nào mình dịch như vậy chứ không phải cái gì đó đều là bậc thánh hết, nhớ chuyện đó. Bởi vì mình nói lễ bái, thật sự mình gọi là tăng là có thể là có phạm thánh, thánh tăng gì phạm tăng, nhưng mà gọi là tăng bảo thì chỉ là thánh mà thôi, chứ phạm tăng không được liệt vào tăng bảo nè. Bởi vì câu gì đọc chú Bà Tiên Bên Đâu, chú Bà Tiên nói, nhưng mà câu kia, cái câu mà tăng nếu đếm đôi thì có bốn, mà đếm chiếc thì có tám đó, là nó nhớ cái những cái mà mình ca tụng, mình tán dương tán thưởng cho các vị tăng đó, các đó là thánh tăng hết, chứ không có cái nào là phạm tăng đó. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân Ngài. Thưa Ngài, Ngài cho con hỏi thêm câu, vì sẵn Ngài đang nói về chánh pháp. Thì con hỏi là con có nghe giảng như vậy, cái diệu bát chánh đạo thì chỉ dành là cái con đường tu tập cho thánh nhân đã chứng đắc đạo quả. Nhưng mà cũng có vị giảng là bát chánh đạo không hẳn chỉ là dành cho các vị thánh nhân, mà cho những người đang tu tập đi trên cái con đường giải thoát thì phải hiểu. Tại vì con có thấy có những phần giải thích chú giải nói bát chánh đạo thì có chỗ là dịch là bát thánh đạo, mà cũng có chỗ dịch là bát chánh đạo. Thì cái phần đó con cũng hơi lận cận cái phần đó. Dạ, Ngài có thể giảng cho con thêm. Dạ, con kính chân Ngài. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị. Khi đã nói bát thì phải là thánh đạo chứ không thể là chánh được. Bát phải là thánh đạo. Bởi vì tám cái chi đó nó đi chung ở trong tâm siêu thế mà thôi. Mình nhớ chuyện đó. Còn tám cái chi đó mà đi ở trong các cái loại tâm khác đó, nó đi không đủ. Không bao giờ đủ tám hết đó. Thí dụ như cái tâm mà nhiều cái chi đó đi nhiều nhất trong ấy là tâm đại thiền đó. Đại thiền số 1 á. Thì cái ba cái chi giới phần đó nó đi không đủ. Khi nào quý vị thọ cái nào mà liên quan tới thân khẩu ý thì nó mới dính, nó gấp cái giới phần mà thôi. Chứ còn bây giờ quý vị không có thọ giới đó thì ba chi nó đâu đi. Đó. Thành ra nó đi có năm chi mà thôi, thấy không? Thì làm sao gọi là bát được. Mà khi nói bát là phải là thánh đạo. Tại vì tám chi đó luôn luôn đi ở trong bốn tâm thiện siêu thế và bốn tâm quả siêu thế mà thôi. Chứ nó đi chỗ khác là nó có thể không đủ, riêng rẽ nhau, chứ còn đi trong đó là phải đủ. Đó, thành ra nhớ cái chuyện đó. Thành ra, nếu là thường thường đó, mình dịch là bát chánh đạo con đường thánh giác, không phải. Bát thánh đạo là con đường chánh giác, tức là bát thánh đạo là con đường đi đúng để tới thành thánh. Đó. Hiểu vậy đó. Không phải là bát chánh đạo con đường chánh giác. Mình nói ra được. Ví dụ như bây giờ mình chưa tới nơi thì làm sao có đủ tám chi mà gọi là bát thánh đạo, phải không? Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú Ngài trải cách chỉ kiến của con hôm nay, con rất sa thú. Dạ thôi, con trao mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã giảng giải câu hỏi của Xích Hà. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi rất là thực tế trong đời tu tập. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời những bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Dạ, Quỳnh tu học Phật Pháp ơi, không có bàn tay cũng không có câu chích chát. Nhờ Quỳnh cứu Nhật Quỳnh đi, nhờ Quỳnh tu học Phật Pháp.
Dạ, xa thủ kính mời huynh nha. Nam mô Bụt Thầy giả, nam mô Tăng Ma giả, nam mô Sang Khai giả. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào quý đạo hữu. Và sẵn sư trả lời về cái vấn đề về trong Tam Bảo đó, thưa sư. Thì ở trong Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, thì mình dựa vào cái ý mà sư cũng thường nói là sau khi mà Đức Thế Tôn mất thì lấy pháp và luật làm bậc đạo sư. Rồi ý thứ hai là pháp bảo thật ra là cũng đại diện cho Phật bảo, là tại vì đó là lời dạy của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Mà pháp bảo cũng đại diện cho Tăng Bảo, là bởi vì đó là cái pháp hành của chư thánh tăng. Như vậy thì trong ba cái Tam Bảo đó, đó thưa sư, thì mình có thể xem cái pháp bảo là cái trọng tâm và cái cốt yếu có được không thưa sư? Dạ, con kính định gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó là ba cái riêng biệt chứ mình không có ấy được. Mình suy luận theo đời thì giống như huynh nói đó, nhưng mà nên nhớ cái chữ pháp bảo nó có cái sập hào quá riêng của nó. Thí dụ như bây giờ mình nói là tại sao gọi là chín ân đức Phật mà sáu ân đức Pháp và chín ân đức Tăng. Mỗi một cái nó đều có những cái đó, và những cái đó nó không giống nhau cho cả ba, thì mình nói một được. Bởi vì sáu cái ân đức của Pháp Bảo không có nằm trong chín ân đức của Pháp, mà cũng không có nằm trong chín ân đức của Tăng. Đó. Thành ra cái đó là mình không có, mình nói vậy là nói gồm chung thì không được. Đó. Nhưng mà mình nói nó là một cái chuỗi liên hệ với nhau thì có thể được. Bởi vì nếu không có Đức Phật thì giáo pháp chẳng có, mà nếu mà không có giáo pháp thì chư tăng cũng có, mà nếu mà chư tăng không có thì lấy ai mà bảo trì những cái điều kiện để cho giáo pháp đứng vững và để cho cái sự tin tưởng của Đức Phật nó vẫn đủ 5.000 năm. Thì nó có nhiều người, có nhiều cái cách suy luận đó lắm, thành ra người ta dựa vào đó để ta làm nhiều việc là vậy đó. Thí dụ tại sao mà không, sau khi mà mình chết rồi cái mình thiêu cái mình giữ cốt gì đó, người ta dựa vào cái kiện mà lúc mà Đức Phật Niết Bàn đó, sau khi đốt xong người ta vẫn giữ cái cốt đó lại, chúng ta không có để. Nhưng mà Đức Phật thì không có nói phải giữ cốt tôi lại, không có. Nhưng mà người ta để nhớ ơn Đức Phật, ta giữ lại, giữ lại, nhưng mà cũng chỉ có 5.000 năm, theo như chú giải 5 năm, những cái đó là nó để đâu nó cũng tụ tập về Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ rồi sau đó biến mất. Nên thường họ bây giờ họ cũng vậy, họ giữ cái cốt lại, nhưng có nhiều người thì giữ lâu, có nhiều người thì giữ mau, bởi vì người ta theo một cái truyền thống, mà cái truyền thống đó không có được nói trên sách vở trong cách cho nó chính xác, thấy không? Chứ còn những cơ chế theo Ấn Độ đó không bao giờ nó giữ cái gì đó, bởi vì khi nào tâm tử phát sanh coi chấm dứt, có tiền thì mua đủ xăng đốt nhiều, mà không đủ xăng đốt hết rồi xuống cho chúng xuống sông liền, chứ không có giữ cái gì đó. Nhưng mà Phật giáo thì họ giữ là tại vì họ lấy cái dựa theo cái điều kiện mà của Đức Phật, mà khi mà sau khi mà tiêu xong rồi đó, họ gom lại họ giữ đó. Dù rằng không gom lại đi nữa thì nó có thể nó tẩu tán, nhưng mà 5.000 năm thì vẫn tụ tập lại được như thường, bởi vì đó là cái năng lực do cái lời nguyện của Ngài đó. Thành ra ba cái đó thì phải là ba cái khác nhau, bởi vì mỗi cái nó có cái đặc tính riêng đó, có đặc tính riêng đó. Mà phải đủ những cái đặc tính đó đó thì mình phải gọi, mới gọi cái người cái vị đó là gì Phật, thiếu không được. Mà phải đủ sáu đặc tính cái đó mới gọi là giáo pháp. Mình nhớ chuyện đó, thấy không? Thành ra giáo pháp đó nói theo thực tính pháp thì nó chỉ có chín mà thôi, tức là bốn đạo bốn quả và một niết bàn thôi. Còn những cái mà ngài thuyết trong vòng 45 năm cái đó là một cái giống cái rễ, cái cành của cái giáo pháp chính thức mà thôi. Bởi vì ngoài cái bốn đạo bốn quả của Niết Bàn thì không có cái pháp khác, thì nó không có Akaliko. Ví dụ như cái dầu rằng mình thấy cái tờ cháu ná là
cái tâm thiện đi, rồi tới cái tà tha ra mà ná này, nó là tâm quả. Nhưng mà cái cháu ná đó không phải là cái nhân trực tiếp của cái tâm mà tà tha ra mà ná này, nhớ chị đó. Đó, theo duyên hệ thì nó chỉ là anantara và chi giá thôi, chứ nó không phải là hệ tụ, không phải là cái nhân. Thành đâu phải đủ vậy đó, chứ nếu mà chỗ đó mà nó là cái nhân trực tiếp của cái tâm kia thì cái chỗ đó cũng là akaliko vậy, phải không? Mà cái chỗ đó đâu được gọi là akaliko đâu. Nó có những cái mình phải suy xét cho nó kỹ hơn thôi. Nếu mình nói nó trật quẻ não hay nó mô thai giác. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, thì sẵn sư đề cập tới cái đặc tính của cái pháp bảo ạ. Thì sư vừa mới trình bày trong cái mà cái đặc tính đầu tiên của sáu cái ân đức pháp Svakato Phagavata Thammo, thì cái giáo pháp đó là chính pháp siêu thế, bốn đạo bốn quả niết bàn. Nhưng mà có quan điểm cho rằng là chính nhờ cái giáo lý mà tứ thánh đế thì đưa đến cái bốn đạo bốn quả với niết bàn, và dựa vào trong cái bài một cái đoạn kinh là lành thay Anuradha, từ trước cho đến nay Như Lai chỉ tuyên thuyết về khổ và sự diệt khổ, có nghĩa là trong tam tạng là chỉ thuyết về tứ thánh đế mà thôi. Như vậy thì có thể xem cái chữ mà cái giáo pháp mà Như Lai khéo thuyết giảng ngay cái câu đầu tiên đó là tứ thánh đế có được hay không, thưa sư? Tại vì nếu mà là tứ thánh đế thì vẫn là đảm bảo có đủ sáu cái đặc, năm cái đặc tính phía sau. Dạ, thì cũng là Sanditiko, cũng Akaliko và vân vân. Thì mình có thể xem cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng chính là tứ thánh đế có được hay không. Dạ, con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thà. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự nếu mà gọi nghĩa là nói cho đúng cái chữ chữ pháp đó, chữ pháp trong cái trường hợp này đó, thì cái tứ thánh đế đó nghĩa là khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế rồi kiêm dụng, nó không có phải là akaliko được. Bởi một khi mà mình thì mình dựa vào pháp hành để mình nói để thấy rõ ràng nhất. Quý vị tu tập cách mấy đi nữa, quý vị thấy khổ, thấy rõ ràng, thấy sinh diệt, thấy sắc pháp, nhưng mà quý vị cũng không thể nào đắc đạo quả được. Nên nhớ vậy đó. Bởi vì nó có nhiều cái điều kiện để nó ngăn lại. Ví dụ như một cái vị mà được thọ ký là thể thành Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai, cái gì đó không thể nào đắc đạo quả được cả. Dù rằng vẫn hành, vẫn thấy danh sắc, thấy đàng hoàng, nhưng mà không đắc. Đó. Thành ra những cái mà tứ thánh đế rồi kia trong nó là tổng hợp của một số cái lời dạy của Đức Phật trở lại để người ta nói nó tổng quát là nó có nhiều đó, nhưng mà đôi Đức Phật ngay cái Đức Phật ngài thuyết cho một số cái người mà có đầy đủ mà ba la mật, không bao giờ ngài thuyết hết đó, không bao giờ ngài nói đủ tứ thánh đế đó, nhiều khi ngài nói chỉ một hoặc hai mà thôi, không có giống như ngài sẽ đi Phật tả đó, đâu có, nhưng mà nó không akaliko được. Nó diệt đế là niết bàn thiệt, nhưng mà nó không có, ví dụ như bây giờ mình làm đó, mình hành đi, huynh hành rồi huynh thấy cổ đế thì tập đế là thường thường là nó nhiều nhất gì, chứ nó đâu có đi liên tục một rẹt được, phải không? Nó chỉ liên tục một rẹt được là chỉ có tám cái tâm chưa tế với niết bàn mà thôi. Mà bây giờ đó, nếu mình nói là kể cái phần đầu cũng được, là vấn đề là như vậy đó. Thì nó phải đủ cái đó, là lúc đó phải là bốn đạo bốn quả một niết bàn là như vậy. Thành ra khi mà nói tới thực tính pháp của cái chữ so khá đâu phải tà thâm mô đó, chứ thâm mô đó nói theo mà cái thực tính pháp đó, tức là cái xà pha quá đó chú giải đều nói là chỉ có bốn đạo bốn quả một niết bàn là chính chuyện mà để nói mà thôi, chứ không ngoài ra không có ấy được.
Bởi vì sơ đạo nó phát sanh thì sơ quả nó phát sanh, mà sơ đạo sơ quả phát sanh lúc đó nó có cái đối tượng là Niết Bàn. Đó, nó đi một vậy đó. Không không có cái gián đoạn, không có gì hết. Chứ còn mấy chỗ khác nó gián đoạn sao không gián đoạn. Dù kể 16 tệ 16 thì thôi nó có gián đoạn không? Gián đoạn sao không gián đoạn. Thành ra dựa theo những cái điều kiện đó để mình nói, nói tại sao nói như vậy, dựa theo những cái điều kiện đi rẻ của nó. Chứ còn bây giờ mình nói, ngay cả thí dụ như là ngày A Sa Chí, ngày giảng cho ngày Sở Đức Tạ nghe đó, ngày tóm tắt nguyên cái bài kinh đó thành 4 câu là vậy đó. Nguyên cái bài kinh đó đó nghe xong á, ở cõi người chỉ có một người đắc mà thôi đó. Chứ đâu phải ai cũng đắc được, dầu là nghe giống nhau. Nghe xong chỉ có người đắc mà thôi. Rồi sau này thì ngài A Sa Chí là đắc với cái pháp khác, chứ không phải với cái bà tâm ở Chà Cập Bồ Tát Na Sư Tạ. Nhưng mà khi ngài dạy cho cái lời hỏi của ngài Sa Di Bồ Tát đó, ngài tóm tắt cái bài kinh Thâm Ma Chà Cập Bồ Tát Na Sư Tạ. Nó ngài tóm tắt có 4 chuyện đó ha. Dê Thâm Ma Hệ Tục và Hô Qua. Mà thường thường nhiều người dịch lại giảng pháp duy sanh, chúng tôi thì chúng tôi dịch ngắn lại là khổ đế có nhân là tập đế. Hai câu sau là nói tới đạo đế và diệt đế. Chứ đâu ấy đâu, thấy không? Rất là rõ ràng. Thành ra chỉ có chín cái chi pháp đó mới được gọi là chi pháp của So Kha Tô Phá Quá Ta Tham Mô thôi. Còn nếu mà mình, nhưng mà chú giải thêm vô cho đầy đủ, tức là họ thể chín cái chi đó và Tam Tạng Pháp Bảo, tức là 84.000 pháp môn. Nhưng mà cái đó là gián tiếp, tức là chi pháp gián tiếp. Còn bốn chín cái điều kia là chi pháp trực tiếp. Nam Mô Bích Thầy dạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy dạ. Dạ, con kính là thiền sư ạ. Dạ. À, lúc nãy sư có đề cập tới, có người hỏi về cái vấn đề về cái nhập thiền diệt, thì sẵn con hỏi về cái vấn đề thiền quả đó thưa sư. Khi mà để một cái vị thánh mà họ muốn tận hưởng cái cảm giác mà gọi là hạnh phúc của cái vấn đề về giải thoát của Niết Bàn, thì các vị thánh nó nhập thiền quả, thì lúc mà nhập thiền quả đó thưa sư, là sẽ lấy cái đối tượng là ca si ná hay là cái đối tượng là danh sắc thưa sư? Dạ, con xin gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Hòa Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, cái người mà muốn nhập thiền quả được đó, nó phải có điều kiện, chứ không phải là lúc nào cũng có thể nhập thiền quả được. Bởi vì cái thiền minh sát đó, nó có ba loại, chứ nó không phải là một loại. Ba loại để có thể nhập cái này nhập cái kia được. Thứ nhất là sẵn khả đá bà rít hạ nhà ná, tức là hành quán minh sát. Cái thứ hai phá lá sà ma bà tỷ quý vật sanh, thiền quán minh sát. Cái thứ ba là ní rô thá sà ma bà tỷ quý vật sanh, tức là mình hành cái bình thường á, cái bình thường gọi là thiền quán minh sát đó, sẵn khả đá đó. Thì cái đó là nếu mà không đắc thiền thì nhập thiền quả không được. Điển hình là ngài A Sa Chí, nghe đó xong rồi đắc. Sau này có một đoạn nói gì lúc ngài bệnh, ngài lên chỉ, nhưng mà ngài không có khả năng để nhập thiền quả. Mà ngài không có đắc thiền chỉ thì sao ấy được. Đúng không? Còn cái người mà cái hành cái thiền mà gọi là Phá Lá Sà Ma Bạch Tỳ Quý Bạch Sa Na đó, thì cái người này là phải là được gọi là Kiệp Ba Phi Nha, tức là cái người mà cái trí rất là mạnh và trí rất là nhanh. Còn thường thường nó cần cái người mà chứng chậm, nó được gọi là Man Thá Phi Nha, tức là trì trí đạo. Còn này là lợi trí đạo là mới được nhập, tức là hành cái Phá Lá Sà Ma Bạch Tỳ Quý Bạch Sa Na được. Còn cái thiền diệt đó thì nó cần song hành minh sát, tức là một lúc thì trong Bali gọi là Vú Khá Nam Thá Quý Vật Sa Na,
Tức là trong thời gian mình hành đó, mình hành vừa thiền đề, thiền chỉ, cái lợi, thiền định, thiền kia, rồi này kia, rồi ấy hai cái nó đều nhau. Hay nhiều đau thành ra khi mình nhập thiền diệt cũng phải nhập thiền quán, thiền chỉ trước, thấy không? Rồi mấy. Còn cái gì mà lợi quán, tức là hành cái mà gọi là phá lá xà ma và tiểu và sana đó, tức là cái định họ rất là mạnh nhưng mà họ không đắc thiền, nhưng mà vẫn nhập thiền quả được. Còn mấy cái gì mà không phải cái gì mà sẵn khả đá barikana vivacana, tức là hành quán minh sát đó, sao nếu mà muốn nhập thiền quả thì phải học, nghĩa là phải tu thiền thiền chỉ ra lại, dầu rằng có thể không đắc thiền chỉ nhưng tu thiền chỉ để cho cái năng lực của định nó rất là mạnh thì mới từ đó mới ấy được. Chứ còn bình thường cái thiền chỉ của bậc sơ quả, nhị quả, tam quả nó không có đủ mạnh, nếu mà gì đó không có hành thêm nó không đủ mạnh, nhưng mà dầu năng lực nó đó nó cũng tương đương với thiền trong cái việc mà nó diệt thiền não mà thôi, chứ không phải là nó tương đương với thiền là cái gì đó cái năng lực thiền nó mạnh, không phải đó. Bởi vì thì rồi chúng tôi có dẫn chứng Bali là để cho quý vị thấy đó, cái gì đắc thiền nó khác mà gì không đắc thiền thì cái bốn cái chi đầu nó dẫn giáo nhau là quý tất cả quý cha đá bi tị su khệ cái ta sẽ tăng đó. Nếu cái gì nào đắc thiền thì cái câu tiếp theo là bà thầm mắt cha ná thuộc sổ đa bà tị mất hết gì tăng. Còn cái gì mà không đắc thiền đó thì quý tất cả quý cha đá bi tị su khệ cái ta sẽ tăng sổ đa bà tị mất hết gì tăng đó. Thì cái định nó rất là mạnh thì mấy cái được, còn cái định nó bình thường để cho mình diệt được hình não thì cái chuyện đó không thể nhập thiền quả được. Bởi nhập thiền quả là nó cần cái thiền chỉ, năng lực thiền chỉ mạnh, dù rằng không đó thiền chỉ nhưng cái năng lực của các chi thiền nó phải mạnh nó mới được. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á, và con kính tri ân sư ạ. Và nãy sư có nói tới cái tâm mà nó có tương tự như là tâm những cái chi của trong những cái tâm tầng thiền ấy. Thì ở trong tâm siêu thế nếu mà mình xét thành ra là 40 tâm đó thưa sư, thì nó có cái tâm là sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo, nhị thiền vân vân. Thì những cái tâm mà sơ đạo, sơ thiền ấy, cái tâm đó có phải là tâm thiền hay không? Tại vì nếu là tâm thiền là vô lý, là tại vì tâm đó là tâm siêu thế, bắt cảnh niết bàn. Mà nếu như không phải là tâm thiền thì tại sao gọi là sơ đạo, sơ thiền? Như vậy có phải chăng là nó chỉ là tương tự những cái chi của sơ thiền, phải không thưa sư? Dạ, con xin gửi mít, xin sư Quan Hỷ giải thích giùm chúng con chỗ này. Nam mô Bích Thầy, giả kính bạch chư tổ hiền, giả kính thưa cho quý vị. Thật sự cái đó là cái đó nếu mà năng lực thiền nó mạnh, mình ta mới gọi là sâu hoành, minh sát là vậy, vũ khá, nam tháo vượt sa na. Nhưng mà khi đắc đạo quả đó thì cái năng lực của thiền nó không thay sánh được cái năng lực của đạo với quả. Bởi vì cái đạo một khi mà nó diệt được phiền não thì cái quả nó phát sanh liền, nó nhanh chỗ đó, dầu rằng cái năng lực định đó là năng lực của thiền đi nữa thì chỗ đó không phải là thiền. Không phải. Đó. Nhưng mà người ta chia ra vậy để cho mình học đúng ba cái là giống như chúng tôi nói đó. Hành quán minh sát phá lá ma bạc tị quý bạc sana, tức là rồi tới vũ khá năng tháo quý bạc sana là gì đó, là ba cái đó. Thì nghĩa là cái đầu định nó có nhưng mà không đắc thiền chắc chắn là. Nhưng cái thứ hai, cái thứ ba đó định nó rất là mạnh, mà cái thứ ba đặc biệt là thứ ba là định nó mạnh ghê lắm, mình ngang hàng cái thiền đó, nhưng mà cái lúc đó đó là cái tâm đạo quả thì nó không có cái đối tượng là của thiền chỉ được, nên nó có đối tượng là niết bàn. Rồi cái chỗ đó đó, nhưng mà chúng tôi nói gì trước đó, huynh cứ hỏi tìm mấy con cái ông đắc rồi hỏi đi, cái là thuộc về siêu thế mà đi hỏi kiểu đó, chúng tôi chỉ nói theo sách vở mà chưa chắc gì đâu, mình đã hiểu đúng dầu sách vở nên cũng chưa chắc đã hiểu đúng rồi đó. Những cái gì liên quan tới siêu thế bỏ qua một bên đi, mày muốn tới đó là tính, chứ còn bây giờ nói kiểu giống như đọc sách cho quý vị nghe thì thật sự ra cũng có gì bảo đảm là quý vị hiểu đúng như chúng tôi hiểu được cả. Nam mô Bích Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ. À, nhưng mà tại vì nhờ sư có sư biết nhiều về cái vấn đề đó thì sư giảng con nghĩ nó cũng đỡ hơn, tại vì nắm ở trên cái vấn đề về giáo lý mà mình nắm đúng, trên vấn đề tục đế mình nắm đúng trước thì nó cũng đỡ hơn gì. Những vấn đề đó y tế quá thì là con xin hỏi. Dạ, vậy con chuyển sang cái vấn đề khác. Là ở trong cái tâm thiện đó, thưa sư, con nhớ là trong cái chi pháp của tâm thiện á, thì nó có là cái tâm đó nó không có bệnh, là nó tốt đẹp, nó khéo léo, nó không có bị lỗi và nó cho cái quả là an vui. Như vậy đó là cái pháp thiện. Thì trong đó nó có một cái chi nó gọi là cái khéo léo đó, thưa sư. Thì cái khéo léo này á, thì nó lại là có thể là trong một cái tâm bất thiện nó cũng khéo léo được. Còn lấy ví dụ như không nói là tới tâm bất thiện đi, con lấy ví dụ như bây giờ con làm cái nghề là con sửa về điện tử, con sửa về điện tử, con phải hàn mấy cái mạch trên cái motherboard. Thì lúc mà con hàn như vậy thì rõ ràng là có cái trạng thái tâm của con là nó tập trung ở trên cái công việc này, nó không có bị quên lãng những cái đối tượng ở trước mắt, tâm nó không có nghĩ quá khứ, không có nghĩ cái chuyện tương lai gì hết. Như vậy rõ ràng là cái trạng thái đó, thưa sư, thì đối chiếu theo cái cha tụ lắc khanh nạ của niệm thì nó là đúng là cái trạng thái của niệm, tại vì nó không có quên mất cái cảnh ở trước mắt, nó nắm, nó biết rõ như vậy. Thì như vậy lúc đó có được gọi cái sự chú tâm đó đó, thưa sư, có được gọi là niệm hay là không? Dạ, con xin gửi mít lại cho sư, tại vì nó cũng là khéo léo, nó cũng là một cái sự khéo léo. Niệm là một cái tâm sở thiện, thì như vậy thì ở trong cái công việc mà nó đòi hỏi cái sự là tinh vi tỉ mỉ như vậy đó, thì cái tâm mà nó chú tâm trên công việc như vậy, nó được coi là sa tí hay không? Dạ, con gửi mít lại cho sư. Nam mô Bụt Thà. Dạ, kính bạch chư quý vị. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra khi tâm thiện là nó sanh, nó cũng có niệm luôn đó, chứ làm sao nó không có niệm được. Nhưng mà cái năng lực của niệm để mình được gọi là nó có khéo léo, nó có tỉ mỉ này kia không á, nó phải dựa vào số trường hợp khác nữa chứ không phải không. Thí dụ như người đó đã từng làm những cái chuyện đó, từng làm những chuyện đó rồi, kinh nghiệm như thế nào thế nào đó. Thành ra cái tâm thiện thì người ta lấy có năm cái nghĩa đó. Nhưng mà năm mươi quý vị nên nhớ năm cái nghĩa đó đó, là không phải lúc nào nó cũng có cả đủ năm những đoạn, không có những cái tâm sở phụ thuộc đi theo nó để làm một cái chuyện còn lại à, chứ không phải không đâu, không. Thành ra cái tâm thì nó không có làm được cái gì mà mình gọi là tốt hay cái gọi là gì cả, mà cái tốt hay xấu là nó do tâm sở. Do tâm sở khéo hay là cái gì là do tâm sở hết á, chứ còn cái tâm nó chỉ biết đối tượng mà thôi, chứ còn cái nó biết cái gì khác không có được. Mà biết đối tượng là cũng phải do tâm sở, bởi vì nếu mà không có thì nó làm sao ấy được. Bởi vì khi mình học tâm sở, người ta có thể cho những cái thí dụ để mình hiểu riêng những cái đó là sao như vậy. Chứ còn nói tâm á, thật sự ra nó không có khả năng nhiều. Mình nói thật sự nó không có khả năng nhiều. Khả năng của tâm được thể hiện đó là nó dựa vào tâm sở, chứ không phải là ấy. Thành ra những cái chi của nó đó là này nọ này kia sùm đó, là nó bê giờ trên cái tâm sở mà thôi. Để nói nó cái loại tâm đó nó có những cái điều kiện như vậy đó. Chứ đâu phải là cái tâm nó phát sanh là nó có cái đó rồi mình mới gọi nó là tâm thiện đó. Bởi vì khi mà người ta thâu góp là ta để cho nó nằm là tâm thiện đó, thì cái chuyện đó nó phải bắt buộc, nó phải có một số cái tâm sở đi theo nó thì nó mới làm được những cái chuyện đó. Chứ không phải là cái tâm nó làm được những việc đó ha. Nó làm như vậy rồi cái đó là do tâm sở đó. Mà tâm sở đó, cái gốc mà để làm thành những cái đó là 50 cái tâm sở mà nó gọi là hành quẩn đó. À, chứ không có chứ không phải là bởi vì một tâm là nó có chung một quẩn là nó không có làm được gì đó. Nhưng mà cái tâm mà nó cái loại pháp mà nó làm được nhiều chuyện đó, rồi mình dịch ra là nó về về kia là do cái hành quẩn đi chung với cái tâm đó.
thì nó mới có như cái đó. Còn nếu mà nó chỉ có tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, thì nó không có giúp được ít nhiều. Thành ra mình đi lên đi xuống đi này đi nọ thì cho nó cũng chỉ nằm trong cái hành quẩn á. Đó, mình tạo nghiệp này nghiệp nọ nó nằm trong cái hành quẩn hết á, chứ nó không có nằm trong mấy kia. Nhưng mà cái hành quẩn tự nó không không có mấy người kia thì nó không có tạo được những cái chuyện mà giống như mình muốn. Thành ra nó phải dựa vào một số cái điều kiện khác là vậy đó. Ví dụ như nó muốn làm cái đó cho nó mạnh hơn thì nó phải có sự tưởng nhớ lại cái gì đó, thì cái sự tưởng nhớ đó thành quẩn nó làm không được, nhưng mà nó phải là tưởng quẩn mới được. chứ không phải là lúc nào mình cũng nghĩ là ôi cái tâm đó ta nói nó có sự khéo léo, anh nhớ tâm đó nó có sự khéo léo rồi giờ hành quẩn đó. Thì trong hành quẩn nó có cái gì thì mình cứ liệt kê cái tâm đó lúc đó nào thì mình cộng những cái điều kiện của hành quẩn vô thì theo biết cái tâm đó nó sẽ thành tựu được những cái gì. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, con kính tri ân sư. Dạ con hiểu là tâm nó khác nhau là do cái tâm sở, dạ, do cảnh với do nghiệp. Dạ con hiểu vấn đề sư vừa mới dạy. Mà ý con chỉ hỏi sư xác nhận thử là cái trạng thái mà con chú tâm trên cái công việc của con. Ví dụ như là cái công việc này nó hơi tinh vi, ví dụ như là nó phải hàn những cái mạch điện tử, sự chú tâm trên đó, cái trạng thái nó không, tâm nó không có bị trôi nổi và nó cũng không có quên lãng hay là nó mất cái đối tượng ở cái công việc ở ngay trước mắt. Thì ý con hỏi là như vậy có được xem rằng là cái tâm đó nó đang có cái tâm sở xa tí hay không? Hay là xa tí chỉ được xét khi mà dùng trong tu tập? Dạ ý con muốn là như vậy thôi. Dạ. Đó là trong những cái công việc bình thường á, thì cái sự chú tâm mà không có quên lãng á, có được xem là xa tí hay không thưa sư? Dạ, con gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó đúng là nó, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi nói như vậy, nó có một số chuyện khác. Ví dụ như nó muốn được cái đó thì nó phải có cái thằng khác đứng kế bên kề một số chuyện, ví dụ như là Ekata. Quý vị nên nhớ đó, mà cái này chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần đó, không có cái gì mà một tâm sở hay là một cái đó, một cái búng tay tâm sở sanh diệt một ngàn tỷ lần đó, một ngàn tỷ chứ không phải là một ngàn tỷ lần thì nó mới đưa ra tới cái chuyện đó được. Chứ không phải là nó xuất hiện một sát na là nó được quyền cái đó, mà nó không có thể nó đứng lại được một sát na. Mà quý vị học hết những cái năng lực của tâm sở đó, mỗi tâm sở nó làm cái đó đó, thì bây giờ đó một cái búng tay nó có cả ngàn tỷ cái sát na vậy đó, khoảng 500.000 lộ trình tâm vậy, thì quý vị biết nó sẽ làm được cái gì, làm được nhiều chuyện cái sao đây là sao, tại nó nhanh quá. Nhưng mà còn nếu hỏi mà nếu mà trong trạng thái đó cái tâm sở niệm thì chưa chắc nó có tâm sở niệm, nhưng mà nếu mà cái điều kiện mà sanh diệt của nó ngắn, cái lộ trình tâm nó ngắn lại quá, ví dụ thay vì một năm 500.000 tỷ, 500.000 lộ trình tâm, nó chỉ có 1.000 lộ trình tâm, thì làm sao nó có được cái điều kiện mà mình nói là khéo léo, là chăm chú, là này là nọ được, không được. Đồng ý là cái trách nhiệm của cái tâm sở đó, nó làm cái điều kiện đó, nhưng mà trong một sát na nó không làm được gì cả, nó phải liên tục vậy đó, chứ không có chỗ nào mà nó không liên tục được, nó liên tục vậy. Thành ra mình phải hiểu cái lộ trình tâm nó như thế nào rồi mình mới giải thích tại sao chỗ này nó vậy, chỗ kia nó vậy, chứ mình không hiểu lộ trình tâm là khó giải thích mấy chỗ đó, bởi vì không có một sát na nào mà có thể làm được nhiều việc cả, mà hàng ngàn ngàn tỷ lộ trình tâm nó làm được cái việc rất là ít. Nó đâu có nhiều, làm ít lắm đó. Mà mai mà nó sinh diệt, nó không ngừng nghỉ ngày nào, nó sinh diệt hoài ra đó, mình mới có nhiều chuyện như chết. Còn nếu mà nó sinh diệt mà cái búng tay nó nghỉ thời gian, nó sinh diệt lại thì mình bị lộn người lão giống như bây giờ đó. Mình mới tào lão hàng ngày hoài rồi, là vậy đó. Nên nhớ chuyện đó là nó đi nhiều việc lắm, chứ không phải là một việc. Thành nên nếu mà hỏi cái trạng thái đó phải của niệm không, đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà của niệm á,
Nếu tại sao nó ở trong tâm bất thiện không khéo léo, bởi trong tâm bất thiện nó có thêm một cái tâm sở phóng vật thì nó làm sao thằng đó khéo léo được, phải không? Đó, tâm sở phóng vật đó, nó kéo này eo eo lại làm sao nó khéo léo được. Thành ra nó cái điều kiện đó là nó do những cái thằng hành quẩn khác đi theo nó giúp đỡ nhau kìa, kiểu như vậy nó mới có đủ sức mạnh để nó làm việc đó, chứ còn nếu không thì chưa chắc. Nam mô Bích Thai giá. À, Nam mô Bích Thai giá. Còn kính tri ân sư, sở dĩ con đặt ra cái vấn đề đó đó thưa sư, là bởi vì cái chi của cái pháp thiện là khéo léo nó có thể bị rơi vô một cái trường hợp là bây giờ một cái người ăn trộm, họ rất là chú tâm chăm chú để mà họ mở cái khóa. Rõ ràng là cái công việc để mà họ mở một cái khóa là một cái công việc rất là tỉ mỉ, rất là tinh vi và rất là khéo léo, phải rất là khéo léo, phải là có một cái sự khéo léo trong đó. Mà thậm chí rằng là trong cái thời khắc mà họ đang chăm chú mở cái khóa đó, rõ ràng là họ cũng có định nữa, họ cũng có một cái sự nhất tâm tối thiểu nào đó. Và một cái điểm nữa là họ cũng là thấu hiểu rõ về cái bản chất của cái cảnh ngay trước mặt của họ. Như vậy là cái sự hiểu biết đó. Thì ý cũng muốn hỏi rằng là trong trường hợp như vậy đó, thì những cái tâm mà nó có cái trạng thái nó giống như niệm, nó giống như, và nó giống như là tuệ, sự hiểu biết ở trên cái công việc đó, thì lúc đó nó có được gọi là tâm thiện hay không? Là bởi vì nó vẫn thỏa mãn được cái chi gọi là khéo léo đó. Thì cái chỗ này thì nó hơi gọi là nó hơi tế nhị ở cái chỗ đó. Như vậy trong cái chỗ này thì mình giải thích như thế nào để mà mình thấy rằng những cái tâm đó nó là tâm bất thiện thưa sư? Dạ, con gửi mít lại xin sư Quan Hỷ chỉ dạy chỗ này. Một cái thời gian kinh bạch chư tôn hàng giả kính thưa cho quý vị. Quý vị nên nhớ một cái chuyện gì nè. Ví dụ như bây giờ huynh tính cái gì làm gì đó trong vòng 3 phút thôi. Trong vòng 3 phút đó, lộ trình tâm của huynh có thể có thiện pháp, có thể có ác pháp, chứ không phải lúc nào cũng là ác pháp. Huynh nên nhớ cái chuyện đó. Thành ra cái niệm nó có thể nó có, nhưng mà nó mất mất lúc nào cái niệm mà nó không có trí tuệ đi kèm á, nó dễ rớt, bị rớt lắm. Đó. Nhưng mà nó bị rớt, nó rớt không lâu. Huynh nhớ chuyện đó, nó rớt lâu. Một số lộ trình tâm của ác pháp nó chung vô. Nó chung vô rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói về cho nó dễ hiểu nè. Quynh định nhà người ta, quynh khởi có sự lo sợ thì sợ cảnh sát. Nhưng mà sợ cảnh sát tới tắt là phải lo cái chuyện mình đang làm, là mình định cái gì làm gì, thì nó có thể trong khoảng thời gian này nó vô rất nhiều cái lộ thiện để nó làm những việc này việc nọ. Đó. Nhưng mình không có khả năng để mình quyết định xem cái lúc nào nó thiện được bao nhiêu, lúc nào nó ác được bao nhiêu, thì mình không có khả năng làm đó. Nhưng mà chắc chắn trong khoảng thời gian, ví dụ mình rình một tiếng một cái, nó cũng có nhiều cái gì chứ, nó cũng có nhiều cái lộ trình tâm thuộc về thiện pháp, lộ trình tâm thuộc về ác pháp có chứ. Mà thứ nhất nó lên ác pháp lên thiện pháp là nó dựa vào đâu mà nó chen vô được? Nó chen vào là tại cái lộ trình tâm mình không, bây giờ nó phát sinh liên tục mà nó không chen cái khác được hết á. Bởi vì cái lộ trình tâm mình á, thông thường đó là nó lên mấy cái sát na chính xong rồi nó xuống, nó phá quăng khá hàng tỷ tỷ sát na. Nó lên lộ lại lên việc đó, giữa vào những cái đó đó, theo cái tiền tập và theo cái điều kiện xung quanh đó, nó phải phát sanh những cái khác vô được, chứ là phải lúc nào cũng là tâm thiện là thiện không, mà tâm ác là ác không, đâu không có bây giờ. Cái tâm thiện nó phát sanh một vài lộ, giữa hai cái lộ mà thiện pháp đó, nó vẫn là cái phá quăng khá. Mà nếu phá quăng khá nó nhiều thì cái lộ sau chưa chắc nó vẫn tiếp tục được cái lộ trước. Nó nhiều chuyện vậy đó, thì mình nói thật sự rất là khó, để cái đó mình không có khả năng nói chứ đừng nói khó gì đó. Bởi cái đó là cái sự hiểu biết của Đức Phật, chứ còn mình chỉ học lớn của Ngài một vài cái mà mình hiểu được mình học thôi, chứ còn nói mà nó thì giải thích thằng kẻ như thế nào thì người khác chúng tôi không biết, chứ chúng tôi là giơ hai tay lên thì cho chắc ăn. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá và con kính tri ân sư. Và cũng xin nhắc là các anh chị đạo hữu trong room có ai muốn có những cái câu hỏi thì cứ việc giơ tay, rồi xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh nha.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn huynh tu học Phật pháp cho những câu hỏi. Và con cũng thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, tại Nhật Quỳnh có hai câu hỏi được gửi qua, nên Nhật Quỳnh sẽ hỏi liên tiếp hai câu, sau đó thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, tại vì hai câu hỏi cũng hơi lâu rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bạch ngài, cái câu hỏi lúc nãy con hỏi về một vị thầy đó, thì cái vị này còn thắc mắc một điều một chút nữa bạch ngài. Thí dụ bây giờ cái vị này thấy cái vị thầy mình như vậy phá giới như vậy, nhưng mà khả năng mình là người Phật tử thì mình không nói người khác nghe được, nhưng mà mình cứ để cho người ta hộ độ cúng dường cái vị đó, mình có mắc cái tội là nói dối không? Tức là mình không có nói cái sự thật mình thấy đó bạch ngài. Dạ, con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Quý vị nên nhớ đó là giới của Đức Phật đặt là cho giới tu sĩ nó nhiều và tại sao? Tại vì mấy cận sinh nam vật sinh nữ đó. Cận sinh nam vật nữ vô thấy ông sư làm đó là lên mét Đức Phật. Đức Phật kêu lên hỏi người cô làm vậy phải không? Anh Đăng Hàng mới chế định để cấm. Đó. Thành nó cận sinh nam vật nữ nếu biết cách vẫn có thể làm được. Ví dụ như trong cái đó là ví dụ chùa một vị thì mình nên bỏ đi lại các chùa nhiều vị, mình có thể mình gặp trụ trì mình nói nó thấy ông đó ông kỳ cái chỗ đó quá, ngày coi lại thử coi chứ còn thấy sao kỳ đó. Nhưng mà vẫn phải xét lại coi cái thứ đó phải thứ tu thiệt không, chứ thứ tu giả thì nó bên nhau rồi nó trên mình đó. Mà ở mình thì Việt Nam thấy nhất là mình hệ phái và phát triển thì họ cũng đi trị bệnh không có sợ, chứ còn bên hệ phái Nguyên Thủy ở Thái Quán Điện mà không nói với ông cả là coi chừng á, cái ông sư nào mà làm bậy mà nó đi ra nó nói ở ngoài rồi xong rồi là ông sư đó là cả chùa đi trị bệnh không có cơm ăn, nó không làm để bác cho tới khi nào mình xử ông đó thôi, chưa tăng hộp thì xử ông đó thôi đó, không phải dễ đâu. Người ta hậu pháp cách vậy đó. Đó. Còn nếu mà có một vị thì mình nên bỏ đi thấy không? Chứ còn mình ở đó mình không nói là cũng giống như mình đồng ý với cái chuyện làm ta, dầu rằng mình không đồng ý nhưng mà không đồng ý sao không nói ra, mà nói ra lâu thôi có chuyện là không ấy, nhưng mà thì mình bỏ đi mình tìm chỗ nào khác để mình tạo phước báo cho nó chắc ăn. Nhưng mà ở những nước theo giáo truyền thống thì họ vô hồ mét cũng cả liền chứ không nói nào. Nếu là ông cả kêu lên, nếu mà đúng vậy đó, hoặc có chối hay không thì chưa tăng hợp lại nó có bảy cái điều canh cãi như điều nào nghe giới được con sư biết đó. Và như vậy phải làm gì đó, tụ tập đem hỏi liền chứ không có tha, bởi vì cái đó mà lộ ra ngoài một cái là tiêu không có mỹ vậy, chứ nếu mình cảm thấy ấy không được thì mình nên lắng xa chứ mà ở làm gì. Mình không nói được, không có thể làm cho cái việc nó tốt hơn thì mình nên lấn xa. Thứ nhất là ở Mỹ là phải có cái chùa của ông đó không đâu. Chùa Việt không có thì đi chùa Thái, chùa Miên, chùa Lào, đây thiếu gì. Ở Mỹ là nhiều lắm, đừng có lo. Mình tìm chỗ nào để mình không hỏi được Phật pháp, mình làm chỗ nào để cái việc mình làm nó là một cái phước báo đúng mức. Chứ còn nếu mà mình cái gì đó là thôi chứ. Không khéo là mình cũng dính vào cái nghiệp mà làm hại giáo pháp chứ không. Nên cẩn thận suy xét cho kỹ đi rồi tính. Nam mô Bố Thầy. Dạ, con thành kính tri ân ngài. Dạ, vậy là mình không nói cho mọi người nghe, tại vì mình nói người ta không nghe, người ta không tin mình đâu, thì mình con nghĩ là ví dụ như giờ con nói đi, con thấy như vậy con biết như vậy, nhưng mà những người đệ tử của vị không nghe thì nên con không dám nói như vậy. Mình không dám nói mình có phải phan tội nói dối không bạch ngài. Dạ, cái vị này rất là bức xúc cái vụ này á bạch ngài. Dạ, con kính nhân mít ngài chỉ dặn dạy rõ hơn cho con ạ.
Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, chúng ta đã nói rồi, mình không dám nói thì mình bỏ đi vậy thôi, chứ người ta thấy mình bỏ đi thì người ta biết, những người xung quanh đó người ta cũng biết tôi chắc có gì xảy ra, là cô đó cô hay là anh đó xưa giờ nổ độn này gì đó, xưa giờ bỏ đi đó, người ta tự phán xét, ta thấy cái sự thật chứ. Chứ mình không nói rồi mình đứng lại rồi mình tối ngày mình cứ hộ độ ổng, cũng giống như là cái đó thì phạm á, phạm chứ tàu hộ độ tàu lao đó chứ quay giờ đâu nhớ. Nhớ chuyện đó ha, bỏ đi. Ừ. Dạ, thấy tiếp tới câu hỏi của Thanh Thủy, còn trường hợp nói với tất cả mọi người, vị có phải cũng là không tốt phải không thưa ngài? Dạ, như mình hỏi nè cho Thanh Thủy nè, thí dụ như Thanh Thủy đi, Thanh Thủy biết được cái vị đó như vậy như vậy mà không có bỏ đi, nhưng mà lại nói với tất cả mọi người vị đó như vậy thì như vậy cũng là mình cũng không tốt không phải thưa ngài? Sao Thanh Thủy đọc lại ha, còn trường hợp nói với tất cả mọi người bỏ đi, vậy có phải cũng là không tốt không phải không Thanh Thủy? Alo phải không, nếu mà mình nói để mọi người bỏ cái vị đó đi thì mình cũng là người không tốt phải không Thanh Thủy? Ý Thanh Thủy nói gì phải không? Nói với người, mọi người bỏ đi cũng là không tốt phải không? Dạ, con kính dâng mít đến ngài Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, mình nói mà mình suy xét nó không đều được, có thể bởi vì nhiều người, ví dụ như mình nói con số cho nó chắc, mọi người đi, mọi người ta theo ta ủng hộ đó, mình nói chỉ có người nghe còn tín, người kia không nghe làm sao, thì bỏ đi là tốt nhất chứ không nói thế nào đó. Bỏ đi thì người ta tự quét sanh lý, người ta nói ủa sao chưa giờ người đó đây họ làm nhiều chuyện sao tự nhiên họ bỏ đi, họ đi qua chỗ khác này kia không chùm, thì người ta suy xét lại người ta biết chứ. Còn nếu mà nó không biết, nó được cái lợi ích gì khi nó gần cái ông tàu lao đó thì cái chuyện của họ chứ mất gì mình, phải không? Mình thấy cái vật đó là mà nãy là mình không được, là mình nhắm chừng là mình nói không được, không ai nghe, hoặc người ta có thể bị phản ứng ngược thì bỏ đi thôi. Cái chuyện dễ ổn vậy phải không? Bỏ đi đi chứ mấy đâu, chứ này đừng sợ gì đó. Đây ý đó, không có chùa lên học chùa online này không được, đừng nói chứ nào. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ thành thai và con thấy Thanh Thủy cũng tri ân ngài, và con cũng thành kính tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của người bạn của con. Con cũng nói vậy, con nói thôi thì thấy không xong thì thôi mình đi cho rồi, đừng có tới nữa, đừng hậu đổ nữa. Nhưng mà cái vị này không chịu, cứ nói vậy không chịu được, khó chịu quá này kia, bắt con cái hỏi ngài. Dạ, con xin sám hối với ngài. Dạ, bây giờ có một câu hỏi gửi qua cho con. Còn Thanh Thủy nữa hả? Ý là mình nói người khác mà mình để mà không hậu độ vì đó là mình có mang nghiệp xấu không, phải không Thanh Thủy? Alo Thanh Thủy phải không? Giải quyết cho xong câu này rồi. Dạ, con xin hỏi cái ý của Thanh Thủy bạch ngài. Thanh Thủy nói là ý nói là nếu mà mình mà nói với người khác thì những cái việc xấu mình thấy đó, vì mình có mang nghiệp xấu không bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình nói với tâm từ, nói với cái nghiệp thiện của mình mà làm sao mà xấu được? Trong khi mình nói mà mình nhướng răng mình quýt héo ra là kêu vừa có tâm thiện mà vừa có tâm ác, đó nó mới xấu thôi chứ. Nói là phải biết cách nói để cho thiện pháp có tâm từ phát sanh, nói gì mình thương họ mà không muốn họ rơi vào đường xấu hay hoàn cảnh xấu, nói vậy thì làm sao mà mang nghiệp xấu được? Trừ khi mình ghét nó quá, thẳng dịp mình làm luôn thì cái đó mang nghiệp xấu là phải rồi. Còn mình nói mà đúng là làm sao xấu được?
nhớ vậy đó, nhớ mình khi muốn càng ai muốn nói gì để cho anh ta hiểu đó, mình phải nói với cái tâm từ, nói về thiện pháp đó. Chứ còn mình lại mình nói nó mà mặt mình nhăn nhăn nhăn, nó thấy cái mặt mình giống như khỉ mắt quay đó, là nó đủ nổi sùng với mình rồi, sao mình nói nó nghe được, phải không? Thành ra nói phải biết cách, chứ không ấy, còn không muốn nói hoặc thấy nói nó không có lợi, mình phải phân rõ đàng hoàng rồi mình bỏ đi cũng sao đó. Nên nhớ những cái chuyện đó, quý vị nên nhớ đó. Quý vị nói cái lời nói của mình á, nó phải có năm chi chúng ta nói hoài đó, chân thiện mỹ hợp thời hợp thế. Còn khi mình nói ra một cái điều gì rồi đó, thì mình nên nhớ cái điều đó đó, nó không có hại cho người mà cũng không có hại cho mình thì cũng không nên nói. Có lợi cho mình mà có lợi cho người thì mới nên nói. Có lợi cho mình mà không có lợi cho người kia thì cũng không nên nói. Có lợi người kia mà không có lợi cho mình cũng không nên nói. Nói khi nào mà có được lợi cả mình và cả người kia, người nghe đó, thì mới nên nói. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thủ lành thai, dạ con thấy đạo tràng đã hoan hỷ với câu trả lời của ngài rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, dạ con cũng thành kính tri ân ngài. Dạ có câu hỏi nhờ con hỏi ngài dùm là xin ngài giảng dạy cái câu vô thường khổ vô ngã đó bạch ngài. Ngài giảng rộng rộng chút, vị này tại vì mới vào giáo pháp nên là không có hiểu rõ, con cung thỉnh ngài giảng dạy rộng một chút để cho con hiểu luôn bạch ngài. Dạ con kính dân mít đến ngài ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Vô thường khổ não vô ngã là cái bậc cao lắm mới hiểu được, bởi vì pháp hành nó đưa tới cái đó. Còn mình mà mới vô thì mình có nói cái mấy nó cũng hiểu được. Bởi vì chữ vô thường khổ não vô ngã hay là gọi là tam gì đó. Ba cái chuyện đó nó phát sinh do pháp hành. Pháp hành dựa vào căn cơ quá khứ của mình. Thành ra khi mình hành cái pháp đó, khi mình thấy sự sanh diệt của danh sách đó, mà nếu cái tiền nghiệp của mình nó liên hệ tới cái vô thường thì mình thấy cái đó là vô thường. Cũng người khác cũng thấy giống hệt như mình, nhưng mà nó liên hệ trong quá khứ tu tập của mình đó, có thể người đó thấy đó là khổ đó. Nhưng mà cũng có thể người khác thấy cái đó, nhưng mà thấy quá khứ tu tập họ như thế nào mà họ thấy cái vô ngã. Chứ còn bây giờ mình bị giải thích để cho mình chưa có biết gì hết, giải thích không ai hiểu được cái đó. Bởi vì đó nó phát sinh do cái thực tính pháp, chứ nó không phát sinh do cái trạng thái của mình. Nó do thực tính pháp. Để thấy những cái trạng thái đó, rồi bậc thiền trí nó đặt cái tên như vậy đó. Vô thường vì cái nghiệp của ông đó như vậy, thì nó khi thấy sanh diệt là cái sự vô thường. Do cũng do cái tiền nghiệp của ông đó vậy, cái cách tu tập nó ông thấy sanh diệt là một cái sự khổ. Nhưng mà cũng có người ta thấy cái sự sanh diệt đó là nghĩ là không thể làm gì được, rồi nó vô ngã, không có bắt buộc gì được. Là nó phải học tới nơi đi rồi. Có những cái quý vị mà cứ hỏi cái kiểu mà lưng chừng con đường đi lên thiên đàng đó thì rất khó mà để giải thích cho hiểu được, bởi vì cái đó nó cần phải pháp học. Còn nếu mình không có pháp học thì chịu chết thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ thủ lành thật, và con đã thấy Trí Đăng cũng có câu hỏi, và con xin đọc câu hỏi của Trí Đăng ạ. Thưa sư, chuyện thiên tử ếch sao nghe thấy lạ quá sư. Ếch nghe Phật thuyết pháp rồi bị cây gậy của ông già đè chết, vì nhẫn chịu đau không dám động, sau khi chết được sanh về cõi trời. Xin sư giảng thêm làm sao mà sanh cõi trời được, ếch chết vì tâm gì, thưa sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, dạ con kính nhân mới đến ngài ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Cái tâm đó nếu mà nó thật sự họ nghe họ không hiểu, giống con dơi mà nghe mấy sư tụng kinh vậy đó, dù là nghe không hiểu theo tiếng người, nhưng mà ít nhất đó, cái âm thanh đó nó có thể nó kích động
cái thiện pháp phát sinh trong cái đầu óc, trong sự suy nghĩ của nó đó. Giống như mấy con dơi đó, nó nằm ở trên, nó đu như vậy mà nó nghe, nó nghe đó, theo chú giải nó là khi mà nó nghe nghe vậy đó, nó biết thanh này không có làm hại nó mà làm cho nó được an vui. Nó đu đu nó nghe nghe vậy đó, nó không bay đâu đó. Nhưng mà khi mà nó chết đó, cái âm thanh đó của cái thiên tử ếch này nè, cái cân ếch này nè, khi mà lộ cần tử nó phát sanh đó, nhờ vào cái âm thanh mà nó nghe đó, cho làm cho phát sanh thiện pháp trong trong lộ cần tử, nó nhớ trong lộ cần tử. Thì khi mà thiện pháp trong lộ cần tử đó, còn cái cảnh, cái cảnh của âm thanh là cảnh gì? Cái sự êm dịu của cái âm thanh mà thiếu pháp của Đức Phật dội vô lỗ tai của nó. Rồi cái cảnh thứ ba nếu phát sanh là gì? Nó thấy lâu đài khung trời gì ông chùm đó là nó sanh gì đó chứ có đâu đó. Cái chuyện mà sanh lên mấy cỡ đó là nó dễ, nhưng mà cái khó cái làm sao cái lậu tử mình có được thiện pháp thì lúc đó mới khó. Bởi vì thường thường đó, có nhiều người chết mình thấy bình tĩnh nó ghê lắm, có nhiều người bình tĩnh không được đó. Thành ra cái mà mình không lại bình tĩnh được, thành ra đa số mấy cái pháp sư người ta mới dặn mình đó, mình nên tụng cái câu gì mà mình hiểu nghĩa, một câu kinh pháp cú hoặc là một cái lời mà ca tụng Đức Phật hay giáo pháp hay kia tăng đó, ráo ráo mình tụng tụng vậy cho nó thành một cái niêm mít trong cái não mình đó. Thành ra dầu rằng lúc đó mà bị xe đụng cái rầm đi nữa, là thay vì mình niệm đau quá hoặc mình chửi thề mà thằng cha đụng mình đầu này kia chùm, mình cứ nhớ mắt mình nhớ cái câu gì đó ha. Về tâm hỷ tụ hố qua gì mình cứ đọc rồi đó, thì cái niêm mít tốt nó phát sanh, thì mình phải sanh về thiện giới chứ sao sanh đi xuống được. Nhưng mà lúc đó mình nổ sân, tại sao mình đương điên nó đụng mình làm gì hư xe mình này kia chùm, giờ đau quá chắc mình chết luôn đó. Mình suy nghĩ vậy thì phải đi xuống, bởi cái tâm đã pháp thì phải đi xuống chứ sao đi lên được. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ sa thủ đành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con cũng thấy trí đăng cảm ơn sư rồi. Dạ rất là sa thủ, con nghe ngài giảng con nghĩ tới con. Dạ hồi trước đây con không biết tiếng Mali là gì hết bậc ngài, nhưng có một lần có một vị sư thỉnh chư tăng qua nhà con tụng Bali, con nghe con rất là hoan hỷ luôn, không hiểu sao nữa mà con rất là hoan hỷ luôn, mà con cũng không hiểu quý sư tụng gì luôn, nhưng mà con nghe cái giọng Bali đó là con hoan hỷ và con đi tìm học. Dạ đến ngày nay dạ nó vẫn nằm trong đầu con. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị, và dạ, mời quý vị có thể đưa những bàn tay, có thể có những câu kích chát hơi ngược Diệp Quỳnh xin đọc, và rất là cảm ơn những bàn tay và những câu kích chát của quý vị ạ. À. Nếu mà quý vị không có đưa tay Nhật Quỳnh, mời Quỳnh tu học Phật pháp cứu Nhật Quỳnh nha. Dạ, Quỳnh tu học Phật pháp. Dạ, sa thú Quỳnh, kính mời Quỳnh. Ồ, có bàn tay ba ông thần nữa kìa. Quỳnh ơi, nhường cho ba ông thần trước ấy hả Quỳnh ha? Rồi, kính mời Quỳnh nha. Mời ba ông thần. Hello, mọi người nghe con không ạ? Hello. Để trước hết con xin đảnh lễ sư ông Lễ Tôn, và con kính đảnh lễ quý sư ông khác, quý bà quý cô chú nữ, và con kính chào quý cô chú và anh chị. Con có một câu hỏi, và câu hỏi này nó cũng có làm cho con trăn trở trong cái công việc hàng ngày của mình. Con kính xin sư ông giải thích dùm cho con. Có nghĩa là ở trong cái cuộc sống ở nước ngoài á, ví dụ như là ở Mỹ hoặc là ở Úc, thì có những cái chương trình mà trợ cấp cho những người, trong đó có một cái chương trình là trợ cấp cho những người thất nghiệp. Thì trợ cấp cho những người thất nghiệp tạm thời để cho họ tìm việc làm. Có những người đó là họ có khả năng làm việc, họ
mà họ là làm biến khai gia để được lĩnh tiền trợ cấp, hoặc là từ cái người đó mà giúp đỡ để cho cái người mà khai gia đó có cái cơ hội được lãnh cái tiền trợ cấp đó của chính phủ, thì con không biết là hai cái việc làm đó có phải là bất thiện hay không. Tôi xin ông giải thích cho con những câu hỏi của con là rất là thực tế trong cái đời sống. Ủa, không nghe con à? Alo, xin ông có nghe được câu hỏi của con không hay là con lặp lại ạ? Hello. Sư ông có nghe được câu hỏi của con không? Thì con xin xuống mâm biết, còn nếu không thì con xin lặp lại câu hỏi ạ. Sư ông cho con một cái ký hiệu. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Thấy mình mà gian lận thì là mình đã tạo nghiệp ác. À. Rồi nếu mà cái người phụ để làm cho cái việc làm của mình đó, mà họ biết mình làm xấu mà họ vẫn phụ vô để họ giúp cho mình làm được tiền thức này, được nợ tiền thất nghiệp đó, thì họ cũng là người làm ác luôn. Thành ra cả hai cùng chết. Còn nếu mà trường hợp mà người thứ nhất có tâm xấu, muốn được lãnh tiền thất nghiệp, nhưng mà khi mà làm đơn thì cái nhân viên mà họ làm việc họ không biết, họ cứ nghĩ là mình bị thất nghiệp là họ giúp theo cái nhiệm vụ của họ, thì họ không có tội gì cả, bởi họ làm theo nhiệm vụ họ đâu có biết. Nhưng mà thường thường đa số bây giờ là cái nhân viên đó họ hỏi kỹ lắm, hỏi bao nhiêu chuyện, hỏi đây là còn mình có loại ra cái xấu không, loại ra xấu là chắc chắn là không được, bởi vì họ cũng ngại chứ, bởi vì ở đâu chúng tôi không biết chứ, ở Mỹ mà sau này nó phải đau ra thì cái người mà giúp cho họ là cảnh ấy cũng bị tội như thường, chứ không phải là không bị. Thành ra tùy theo, nếu mà mình làm cái gì với cái tâm ác là cái chuyện đã xấu rồi, còn mình không biết thì không sao. Đó. Biết là không nên làm thì không làm. Đó. Còn khuyên họ nó không nên. Đó. Đó. Thì còn chừng nào mà không biết thì không sao. Mà nếu họ làm đúng mà mình không muốn giúp thì cũng mà là cái nghiệp xấu chứ không phải tốt. Thành ra mình phải làm cho đúng cái nhiệm vụ của mình. Đừng có để cái sự xấu, cái tầm xấu nó chèn vô để nó phá hoa phá đạm, thì nó không sao cả. Đó. Thời buổi này đâu có vậy, cho bên Mỹ vậy đâu, có người được có người không được, với cái này cái nọ không xong, mình cũng không biết bên trong nó như thế nào, được tốt được khỏi lo gì hết. Đó. Bởi vì cái số tiền nó đâu có nuôi mình để trở thành ông lớn gì đâu mà mình phải lo chi cho mệt. Làm thế nào để mình không có dính vào những cái nghiệp xấu, để tạo nghiệp xấu tiếp. Nam mô Bồ Tát. Dạ. Con kính cảm ơn sư ông giải thích cho con. Nhưng mà con có một cái ý nữa, tức là bởi vì đã thấy một số người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung đó, khi họ sống ở nước ngoài đó, thì thường họ đi làm mà kiểu như họ đi làm cứ tiền mặt đó, rồi họ giấu, tại vì cái người chủ và cái người đi làm vẫn giấu, rồi họ lại vẫn khai là không có việc làm để họ được lãnh tiền trợ cấp. Thì nếu mà là một người Phật tử thì tôi nghĩ đó là theo sư ông nói như vậy là bất thiện, đúng không sư ông? Là một cái thứ hai nữa, ví dụ như trong công ty con chẳng hạn, rồi hai cái người Việt Nam đó là họ họ cũng biết con từ Việt Nam, thì khi con nhận họ vào làm công ty của mình, thì khi họ bây giờ họ tự nhiên làm biến
trong cái mùa Covid họ muốn đi làm đó, thì họ mới nói với con chứ bây giờ là ký cho họ là họ có bị bệnh để họ được lãnh cái tiền mà like a work compensation rồi chứng nhận dùng cho họ vì là họ có một cái số tiền họ được đi về Việt Nam. Thì con đó là con nói là với cái địa vị của mình thì mình có thể ký được, nhưng mà con nói là cái này là nó không có đúng lắm. Và từ hồi nào đến giờ con làm việc là con không có làm những cái chuyện như vậy. Thì họ bắt đầu họ nói con đó là không có từ bi, không có thông cảm. Rồi họ cứ kêu rớm biết tối ngày. Là con giải thích hoài không có được, mà họ là phải tử đất luôn. Cho nên rất là con không, bởi vậy cho nên con mới có cái để chạy vào câu hỏi cho ông. Thì mình không làm, và theo như là cho ông nói thì con nghĩ là không tốt rồi. Bất thiện, mà con thấy rất là nhiều số, rất đa số rất là nhiều những người Việt Nam sống như vậy đó. Ở bên nước ngoài này. Còn con thì khác đó. Con là qua được học bổng, con đi làm gần chết luôn, đóng thuế rất là cao đó. Và thêm một cái câu hỏi nữa là những người mà họ khai thuế trốn thuế đối với xã hội, với luật pháp thì đó là phạm tội. Nhưng mà con mà họ vượt qua được những cái đó thì với tinh thần của đạo Phật thì con nghĩ có phải là cũng phạm giới phải không sư ông? Dạ con xin hết, con xin sư ông giải thích cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn hay giả kính thưa chư quý vị, mình biết xấu thì mình đừng có nên giúp thôi. Còn cái chuyện người ta làm đó, mà người ta nghĩ gì thì chuyện của người ta mình đừng có xía vô, mình cũng đừng để ý, để mình để ý mà mình biết rồi mình tào lao mình chi cho mệt. Dù rằng họ có thể gian lận kiếp hai kiếp thôi chứ làm sao gian lận hoài. Gian lận kiếp này để cả mấy trăm kiếp thì sao, đi ăn mày đó có nên không? Phải không? Thấy những người vậy thì mình nên tránh xa, không có nên giúp đỡ họ. Bởi giúp đỡ sau này là mình có bị cộng nghiệp xấu vậy, cũng không có tốt. Còn người ta làm ác, người ta làm gì mình nhắm khuyên được thì khuyên được thì thôi. Chứ còn bây giờ mình đừng có nghĩ tới cái chuyện mà tại sao vậy, tại vì không có ấy gì đó. Kiếp này cái nghiệp tốt nó còn thì nó tránh được một số chuyện, nhưng mà kiếp sau chưa chắc. Đừng nói kiếp sau nhiều khi không phải một kiếp, mà cả ngàn ngàn kiếp mà sinh ra đói từ sáng tới chiều luôn ở đó. Chuyện gì mà về ác pháp thì mình là người tu theo Phật không nên làm trong mọi trường hợp, bởi vì mình làm là nguy hiểm chứ không có gì đó. Chứ còn đừng có nghĩ rằng làm ở ngoài thấy rồi không sao. Mình làm mình có thể che mắt đời được, nhưng mà che mắt của anh tu niên nghiệp này không có được đâu. Anh tu niên nghiệp này mắt ánh sáng gì lắm. Mình làm gì là anh ghi cho mình đời ha, chứ không ai nói thế nào đó. Thì dĩ nhiên nó khổ, đang thua cái nghiệp tốt mình còn nhiều hay ít thôi. Cái nghiệp tốt mình mà nó còn ít thì không phải đợi kiếp sau đâu, kiếp này cũng vẫn vô tù như thường. Nhưng mà mình được giúp nó chi cho mệt, những người về nên tránh xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sân Khai. Dạ, con kính lễ ngày Trí Đức, ngày Lữ Tông, Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, sẵn cái cô ba ông thần hỏi đó, thưa ngài, con có nghe giảng như vậy, nói là khi mình lấy một cái của Tam Bảo hay là của nhà nước đó, thì cái quả mình phải trả nó rất là nặng, nó tại vì nó là của chung của tập thể, thành ra cái quả nó trả là rất là nặng nề. Con nghe giảng như vậy mà không biết là có đúng như vậy, có thể ngài giảng dạy thêm cho con cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cô tăng mà đụng vô thì không có được nào mà không có sách vở nào mà diễn tả cho được. Quý vị không phải là ông sư, quý vị vô chùa quý vị hay lọc, quý vị đã làm bậy rồi. Bởi của trong chùa là của tăng chứ không phải là của chùa. Đa số cái nghĩa của chùa nó muốn hái gì hái, cái đó là không có nên. Quý vị muốn biết xài của tăng như thế nào đó, quý vị
lên nhờ ông Google đánh cái chữ là tỳ kheo xài của tăng gì của mình mang tội như thế nào, thì quý vị sẽ thấy không phải chuyện giỡn. Cái chuyện thứ hai mà quý vị đọc thì hiểu là cái vị học trò của ngài Sariputta đó, cái vị đó kiếp trước đó, nghĩa là đối xử không phải như vị A La Hán nè, nói với Phật tử sao rồi không có cho vị A La Hán là một số chuyện cần thiết phải ấy đó, mà đi địa ngục rồi kiếp này lên đó, ăn được no có một bữa cuối cùng rồi niết bàn, nghe đóng đắc quả thánh đó quý vị, không phải giận đâu, mà chỉ no được ở trong đời chỉ no được một lần thôi, tức là ngày ngày mà ông nó chết đó. Tại vì ngài Sariputta biết ông này ông sắp đi đoàn tụ nè, ngài ngài nói để ngài đem đi trị bệnh về cho ngài, đi trị bệnh ngài nhờ mấy người để đem tới chỗ. Họ đi tới nơi họ quên, họ đi tới nơi rồi họ không nhớ gì hết, cứ quên gì đó. Rồi sau cùng ngài Sariputta phải đi trở lại thành phố đi xin cơm xong đem về, rằng ngài sẽ là ngài đứng vậy đó quý vị, ngài đứng vậy đó, ngài biểu cái vị A La Hán đó, đó mà để đưa tay vô bát của ngài bóc những cái vật thực mà ngài xin ăn đi. Ngài kia ngài đâu có dám, học trò mà, thì ngài sẽ vô nói không, ta mà buông cái bát này là nó đổ cho hết trời, người cũng không được ăn. Nói cho quý vị biết nó khủng khiếp vậy đó, nghĩa là xài của tăng là chết chứ không có đường nào mà không chết đó. Nên quý vị đi chùa nên nhớ những cái chuyện mãi lộc, hay là cái chuyện mà cái gì của chùa rồi ni cô hay là sư nào xét cho quý vị đó, quý vị coi chừng. Bởi của đó nếu của cá nhân họ cho thì không sao, quý vị có lấy được không sao, nhưng mà nếu họ la bưng trong mặt thờ Đức Phật xuống mà chưa tăng ngày chưa có dùng chưa có gì mà quý vị cho quý vị ăn, quý vị vẫn chết như thường, chứ đừng nói quý vị tự lấy ăn đó, còn tự hái lọc rồi này kia là dính hết, dính nghiệp nặng hết, chứ không phải nghiệp nhỏ đâu. Mình nhớ chuyện đó, đi chùa cẩn thận. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ sa thú con kính trời ngài. Dạ con cũng thường khi lên chùa ngài làm công quả, nhiều khi khát nước thì có những cái bình nước thì nhiều khi con uống, nhưng mà con phải nhớ con phải ra con xin phép một cái vị tăng trong đó để cho nó lẽ đạo, nó đúng là con xin nước để uống, nhưng mà thật ra nước thì để sẵn cho tất cả các Phật tử, nhưng mà con cũng sợ cái phần đó nên con cũng phải thường hay nhắc nhở những cái chuyện đó, nhiều khi mình cẩn thận thì nó hơn. Dạ con kính tri ân ngài, con xin trao mít lại cho đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn câu hỏi ba ông thần. Dạ kính cảm ơn câu hỏi của Sít Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ Dục Quỳnh mời Quỳnh tu học Phật pháp lời Quỳnh. Dạ lúc nãy Dục Quỳnh xin phép Quỳnh cho ba ông thần hỏi trước. Dạ Dục Quỳnh mời Quỳnh ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ thưa sư, hồi nãy có đề cập tới cái giới về nói dối á thưa sư, về giới nói dối á, nhưng mà thì nó có cái chỗ này con nhìn thấy á, bây giờ mình nhờ một cái người khác nói dối thì con thấy không bị phạm một cái chi pháp nào trong cái phạm giới nói dối. Ví dụ như bây giờ có người nào đó họ tới tìm con, nhưng mà con mới sai một cái người giúp việc chẳng hạn, ra nói rằng là tôi không có ở nhà, như vậy thì con không có nói dối, không có phạm cái chi pháp nào hết, tại đâu có nói với cái người kia đâu, mà cái người giúp việc á họ cũng không có nói dối, tại vì họ nói đúng theo lời của con, thì trong trường hợp đó thì nó như thế nào thưa sư? Dạ con gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Gia kinh bạch chư tôn giả, kinh thưa cho quý vị, cái người giúp việc á nghe lời ông chủ mình mà nói vậy đó, cái người đó không có nói dối đủ chi, nhưng mà cái tác ý mà nói không đúng sự thật á, vẫn là nói lời vô ích như thường, chứ không phải là không phạm. Cái thứ hai đó, cái ông chủ mà ông biểu như vậy đó, tức là ông đã cộng nghiệp với cái người đi nói dối, tức là nói chuyện không có thật.
Thành ra nó vẫn dính như thường, vẫn dính ác pháp như thường, chứ mình đừng có nói là ôi vậy tôi đâu có đủ chi. Nên nhớ đừng có nghĩ đủ chi, không đủ chi, có những cái không đủ chi nhưng mà vẫn tạo nghiệp như thường. À, đủ chi thì đức giới, không đủ chi vẫn tạo nghiệp như thường. Bởi vì nghiệp là mình nói cái chuyện không, cái chuyện không đúng. Mình có tác ý nói chuyện không đúng là xấu rồi. Là tạo nghiệp ác là chứ gì nữa, bây giờ muốn sao? Phải không? Đó. Nên nhớ rồi khi cái tới nên nhớ đó. Đủ chi thì vừa tạo nghiệp vừa đức giới, không đủ chi, không đức giới nhưng mà vẫn tạo nghiệp như thường. Bây giờ muốn sao? À, thì cũng chết thôi, đừng nào cũng chết hết. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, đúng rồi. Vẫn là bị phạm cái nghiệp. Nhưng mà nếu xét trên chi pháp thì rõ ràng là không có bị phạm cái chi nào hết, thưa sư. Dạ, con thấy đối chiếu vô cái chi pháp thì rốt cuộc hai người không ai bị phạm cái chi pháp về phạm giới nói dối hết. Rồi quay lại về cái giới, về cái giới về cũng là cái giới về ăn cắp đi, là ví dụ cũng có năm chi, là biết cái đồ đó không phải là của mình, rồi mình có cái ý muốn sở hữu cái đồ đó, rồi cố gắng để mà đạt được cái đồ đó và cuối cùng là đạt được, ví dụ như vậy, thì cái giới là ăn cắp. Thì con thấy nó như vậy thôi sư, tức là theo Phật, theo lời dạy của Đức Phật là sắp bê thăm má anatta tí, tất cả mọi thứ không có cái gì là của ta. À, nhưng mà chúng ta luôn luôn có cái chủ ý là muốn sở hữu, muốn cái sở đắc những cái gì đó. Ví dụ như là muốn sở hữu về kiến thức Phật Pháp càng nhiều càng tốt nè. Muốn sở đắc về đạo đức hoàn hảo, hay là sở chứng năng lực thiền định. Mà mình biết rằng là sắp bê thăm má anatta, tức là không có cái gì là của ta. Như vậy là nó đã thỏa cái chi rằng là gì? Biết cái điều đó không phải là của ta. Có chủ ý thì muốn đạt được cái điều đó, rồi nỗ lực cố gắng tu tập để mà đạt cái điều đó, và cuối cùng là đạt được. Như vậy là có phải là đang thỏa là năm cái chi của cái giới ăn cắp không? Giới trộm cắp hay không? Như vậy chỗ này mình phải hiểu như thế nào thưa sư? Con xin gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thường thường cái mà nói tới cái giới trọng cấp là nó chỉ cho một cái vật có, cái vật có. Mà khi có vật có đủ chi vậy đó thì mới phạm. Còn không đủ chi đó là tạo nghiệp trọng cấp. Bây giờ mình vô mình chỉ cần mình thấy cái đó đẹp quá, mình nghĩ hồi đó mình sẽ hái. Nhưng mà hồi là cái thôi đi về không hái. Vẫn tạo nghiệp ăn cắp như thường, chứ làm sao mà không được. Phải không? Nếu mình lấy thì mình phạm giới, nhờ tạo nghiệp thì phạm giới. Nhưng mà mình không lấy, mình vẫn tạo nghiệp như thường, nghiệp trộm cắp như thường, chứ làm sao không lấy được. Thì bề nào cũng đi xuống hết, chứ làm sao không đi được. Phải không? Thành ra luôn luôn là nghĩ cái gì cũng phải, nên là nghĩ với cái sự có tâm từ, cái sự có niệm, có tuệ. Thì may ra mình có thể mình tránh được những cái lỗi lầm mà rất là sơ đẳng đó. Nhưng mà lĩnh lỗi lầm nó vẫn đưa mình đi địa ngục nha thưa quý vị. Nên nhớ quý vị chỉ làm một điều xấu vậy thôi, quý vị quên. Nhưng mà làm sao quý vị cấm nó phát sanh lại trong lộ cận tử được? Nó khi cái lộ cận tử nó phát sanh đó, mình nhớ cái chuyện, tự nhiên mình nhớ cái chuyện bữa đó mình tính trộm cái đó đó, thấy không? Quý vị có bảo đảm là quý vị không cái trận cái lậu cần tử, đừng cho nó nhớ mấy chuyện tào lao đó không? Hay là đừng làm tốt hơn, chứ không có đường nào tránh khỏi đó. Nghĩa là tất cả những cái gì không chắc là đừng có làm. Đó. Thường ngày đó mình cứ nghe những cái câu mà nó nói không có đúng nhân quả, mà cứ nghe hoài đó mình mới làm bậy bại, biết mình chết. Nói là không biết làm không có tội, nói đó là nói tào lao nhất. Cục lửa nóng quý vị biết quý vị rời vô cũng nóng, quý vị không biết quý vị rời vô cũng nóng, chứ làm sao không nóng được. Phải không? Đó, quý vị cứ nhớ vậy đi. Đó. Chứ đừng có nói là không biết làm không có tội. Không biết làm đã tạo nghiệp rồi, mà cái nghiệp đó có thể là xấu nữa. Xấu hơn cái mình biết. Mình biết mình còn né tránh là chút chút rồi. Phải không? Ví dụ con nít, mình thấy cái cục lửa nóng,
mình mà bắt buộc phải rờ thì mình rờ làm sao để cho nó phỏng ít, với con nít nó thấy là nó bốc đại nó phỏng nhiều chứ không biết, nhiều khi còn nặng hơn không biết nó không biết thì đừng có làm chứ làm rồi rồi đừng có than trời trách đất gì đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, con kính tri ân sư. Nhưng mà cái ý của con ở trong cái vấn đề này là như vậy thưa sư, là mình biết rằng tất cả mọi thứ không phải là của ta. Bây giờ con đang nói tới cái vấn đề là con muốn đạt tới những cái tốt, ví dụ như là con muốn sở hữu những cái kiến thức về Phật Pháp, con muốn được đạt được những cái năng lực về thiền định, ví dụ như vậy, đó là Pháp hết. Nhưng mà tất cả cái Pháp đó, nếu mà theo cái lời dạy kia đó, thì là tất cả các Pháp đều không phải là của ta. Nhưng mà con có chủ ý muốn sở hữu, muốn sở đắc nó, như vậy con thỏa hai chi, rồi nỗ lực cố gắng đạt được tới nó, thỏa chi thứ ba, và ví dụ như là đạt được thỏa luôn chi thứ tư, như vậy là con rơi vào gọi là ăn trộm, ăn cắp hay không thưa sư? Cái vấn đề vi tế ở cái chỗ là con đang muốn đạt được một cái pháp gọi là, tạm gọi là cái pháp cao thượng đi, và ví dụ như là thiền định hay là cái gì đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình muốn sở hữu một cái pháp mà nó không phải là của mình, là một cái chủ ý, rồi mình nỗ lực mình đạt tới, mình cố gắng mình đạt tới, rồi mình đạt được, như vậy thì có bị xem là phạm vô cái giới gọi là cái giới ăn trộm cướp hay không thưa sư? Ý còn là chỗ đó đó, chứ còn cái việc mà mình không nên tạo những cái việc xấu là cái chuyện đó là đương nhiên là chắc là ai cũng đồng ý cái vấn đề đó thưa sư. Nhà con gửi mít là xin sư hoan hỷ chia sẻ cái chỗ này. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra không phạm, tại lý do cái là mình muốn sở hữu cái đó là mình ra công mình làm, chứ không phải là mình lấy của người ta. Nhớ không phải mình lấy của người ta, khi nào mình lấy của người ta mình mới phạm. Còn cái này Đức Phật dạy 84.000 pháp môn như vậy đó, rồi mình học mình muốn được được cái điều mà mình đang học đó, thì tức là mình đã ra công mình làm cái đó là của mình chứ làm sao của người ta được. Ví dụ như bây giờ vậy nè, quên vô room này, quên nghe mấy sư dạy vậy đó, quên về quên hành vậy đó, rồi quên đắc. Thì cái mà quên đắc là cái quên tự tạo ra, chứ làm sao mà nói cái của đó của ông sư ông dạy tôi dạy. Ông sư thì ông dạy vậy đó, ông dạy phải hành vậy, hành vậy, vậy. Nhưng mà nếu mà quên không có hành như vậy, vậy quên có được cái đó không? Mà khi quên hành quên được là do cái đó là do tự quên tạo ra để quên có, chứ ông sư không có tạo cho quên. Mà nhớ chuyện đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái giáo của Đức Phật đó, Ngài không có giữ bản quyền, nên nhớ là Ngài không có giữ bản quyền. Thành ra huynh lật ra chỗ nào hay huynh nghe ai nói cái này là Phật ngôn nên nghe này, vậy vậy rồi họ giảng rồi huynh theo đó để huynh hành, huynh được cái kết quả. Kết quả đó không phải là huynh lấy từ cái điều Đức Phật dạy, mà do cái năng lực của huynh để hiểu cái điều đó nó phát sinh lợi ích cho huynh, chứ làm cho nó lấy được. Không có lấy gì đó. Cái đó là thành ra rồi sau này khi mà người đời mà làm ra in học rồi in mấy sách rồi ra bán có tiền này kim sụm, đó là lý do tại sao một số nước bây giờ đó, những cái phần nào mà họ cảm thấy mà bị lạm dụng nhiều quá đó, họ mới là đăng ký bản quyền. Nhưng mà trên nguyên tắc cái vụ đăng ký bản quyền đó là không đúng, bởi vì pháp đó là của Đức Phật, mà Ngài đã không giữ bản quyền thì mình lấy từ cách gì mình giữ bản quyền đó. Mà cái người khác vô muốn được cái đó, người đó phải hạ thủ công phu tự làm tự ấy được mới được cái đó, chứ đâu phải người đó đây lợi nắm cái bao túi rồi giờ đâu. Ví dụ như giờ mình nói là đắc thiền đi cho dễ hiểu, không lẽ quên đắc thiền rồi cái lời dạy dạy trong kinh điển nó mất năng lực à? Bởi vì quên lấy rồi mà. Nếu quên lấy mà cái lời dạy nó không còn năng lực, người khác không thể đắc thiền nữa, thì lúc đó mới phạm thôi trung cấp. Còn này nó đâu có ăn thua gì tới cái sách dạy thiền của mấy ông sư đây đâu. Dầu rằng huynh đọc trong đó để huynh hành có thể, nhưng mà rồi huynh tự hạ thủ công phu, tự lấy cái tự năng lực sức lực, lấy trí tuệ thiện pháp của mình để mình được cái đó, chứ mình đâu có móc từ trong kia ra mình bỏ túi đâu mà sao mà phạm, phải không? Chứ nếu mà nói mà theo đời là nói thì cái đó là phạm giới trộm cắp, tại vì cái đó là của Đức Phật. Nếu nói vậy thì không ai đắc được hết đó.
Bởi vì mình động gốc mình đã phạm giới rồi, cái giới mình không thanh tịnh sao mình đắc thiền, sao mình đắc đạo quả được. Cái đó không có phạm. Bởi vì ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cái đó là cái bản quyền đó đó, không phải là huynh thò tay huynh lấy được, mà huynh phải hạ thủ công phu. Nhiều khi nó mới nói chứ không biết bao nhiêu kiếp rồi đó, cái kiếp này mới lụm được cái mấy cái Phật ngôn cái hành cái đắc. Đó, quý vị nó nhớ chuyện đó, cái đó là nó không có lý do gì mà chứ nếu mà chơi kiểu mà thôi cái đó người ta lấy cái chừng phạm giới trọng cấp, nếu mà giới trọng cấp làm sao đắc thiền đắc đạo được, bởi vì cha phạm giới rồi không có thể nào đắc thiền đắc đạo được, nên cái đó không có phạm gì đó. Bởi vì những người tôi cũng nói hai chuyện, chuyện nhất Đức Phật không giữ, còn việc thứ hai mình lấy tự lấy cái khả năng của mình để mình được cái đó. Nhưng mà khi mình nói mình được cái đó thì cái kia còn ở chỗ cũ chứ đâu có ai lấy bỏ túi bây giờ đâu sợ, phải không? Nam mô Bích Thầy dạ, kính bạch Kiều Tâu Nguyện dạ, kính thưa cho kênh sĩ Nam Thường Nơi Đến Mập Đạo Tràng. Hy vọng tất cả phước báo nào phát sinh do trong pháp thoại ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành, để tất cả Kiều Tâu Nguyện dạ cùng kênh sĩ Nam Thường Nơi Trong Đạo Tràng có được cơ hội để thấy, để tận diện được các pháp ngũ nằm đây tâm. Nam mô Bích Thầy dạ, Nam mô Thầm Mà dạ, Nam mô Sẵn Khà dạ, Nam mô Rất Thành Tây Giới Xà. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến giới quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên với ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi chúc phúc cho đạo tràng sau khi chúng con sám hối ạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghe na văn đề hằng ba đà phẳng sung và ruột tam ang buột thể vô ca li tơ đô sơ buột thô kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vì rằng dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng thầm anh cho Đức Vi Thần và răng thầm mê giờ ca li tô đổ sâu thầm mô thầm mà thăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học.